Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 84. Mọi người thấy Diệp Thần rời đi, thật dài thở ra một hơi. Nếu như cái này sát thần không đi nữa, bọn họ cũng đừng nghĩ ở Xích Diễm cung tiến thêm một bước. Sau đó, những cái kia võ giả con ngươi đông lại một cái, vậy hướng sống chết cửa lựa chọn đi. Nếu đã tới, bọn họ có lý do tin tưởng, chân chính cơ duyên ngay tại sống chết cửa sau lưng. Diệp Thần bước vào tử môn một khắc kia, phát hiện chung quanh hết thảy cảnh sắc đều thay đổi. Giờ khắc này chim hót hoa thơm, bên cạnh một đảo to lớn thác nước bay chảy thẳng xuống 3.000 xích, cao vút trong mây đỉnh núi tựa như nhân gian tiên cảnh. Diệp Thần nhìn bốn phía, phát hiện một ngọn núi nhất trên đỉnh cao mặt, có một đạo màu vàng thang trời. Ở trên trời thang phía trên nhất, một cái màu đen nhánh quan tài, ở trên quan tài mặt cắm một chuôi màu máu đỏ kiếm. Diệp Thần chân mày thượng thiêu, liên quan tới yêu thánh bí cảnh sự việc, hắn cũng biết không thiếu. Chuôi này huyết kiếm hình như là yêu thánh vũ khí, cao cấp nhất thời không chi binh, huyết ma kiếm. Nghe nói kiếm này ở yêu thánh diệt vong một khắc kia, cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Thần không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này thấy. Chẳng lẽ trong quan tài, là yêu thánh thi thể? Diệp Thần không biết, bất quá thấy huyết ma kiếm, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp đạt được. Đây chính là cao cấp thời không chi binh, không cầm tới tay nói, căn bản thật xin lỗi mình. Diệp Thần một cái bước dài xông tới, trước mắt dựa vào hắn tốc độ, phải đến thang trời dưới chân, liền 10 phút cũng không cần. Một đường chạy như điên, Diệp Thần đứng ở thang trời dưới chân, lúc này một cước đạp lên. Nhưng mà, ở đạp lên trong nháy mắt thời điểm, Diệp Thần cả người trên dưới tu vi trực tiếp bị giam cầm. Xem ra phía trên này chỉ có thể vận dụng thân xác. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn thân thể thực lực cũng không yếu, chỉ bất quá trong này, rõ ràng có trọng lực quy luật áp chế. Hắn thân xác ở nơi này tầng thứ nhất, tự nhiên không vấn đề gì, có thể cái này thang trời chỉ ít 999 tầng. Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu như chân thực không được thì làm chế tạo mình thân xác. Hắn từng bước một đi lên, ở đi tới 300 tầng thời điểm, áp lực bỗng nhiên lên cao. Mau xem, cái đó tiểu xúc sinh ở nơi đó. Lúc này lục tục có võ giả đi tới, giống nhau và Diệp Thần lựa chọn như nhau. Tử môn. Những người này khôi phục thực lực sau đó, điều dưỡng tự thân thương thế, liền quyết định tiến vào chết bên trong cửa, đi tìm một chút Diệp Thần. Đối với bọn họ mà nói, thù này không báo thể không làm người. Mau xem, đó là yêu thánh bội kiếm. Không biết ai lanh mắt, thấy thang trời phía trên nhất huyết ma kiếm cắm ở trên quan tài mặt. Chẳng lẽ cái này trong quan tài chính là yêu thánh? Một vị hơi thở kinh khủng ông già sắc mặt đỏ thắm nhìn một cái, nếu là có thể đạt được yêu thánh bảo vật, hắn không uổng chuyến này. Đi, chúng ta nhanh lên một chút xông lên, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần dẫn đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong đôi mắt cũng đổi được điên cuồng lên, đây chính là yêu thánh bảo tàng. Nếu là có thể đạt được, bọn họ liền có thể một bước lên trời. Kích động nhất không ai bằng tán tu. Bọn họ bản thân liền không có gì bối cảnh và tài nguyên. Nếu là có thể đạt được yêu thánh bảo tàng, hết thảy cũng sẽ thành dạng, đến lúc đó bọn họ là có thể lợi dụng bảo tàng đột phá đến hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, dù là đạt tới yêu thánh cao độ, vậy không phải là không có cơ hội. Một đám võ giả, tựa như đánh máu gà vậy, hoàn toàn đổi được điên cuồng lên. Cái gì lý trí, vào giờ khắc này đều cùng nói dóc vậy, bảo vật mê người lòng. Đám này võ giả bước vào thang trời thời điểm, cả người mặt liền biến sắc, bọn họ tu vi lại không thể vận dụng. Đây chẳng phải là chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể. Diệp Thần vốn là muốn tiếp tục đi lên, nhưng mà thấy đám kia võ giả xông lại, không nhịn được dừng lại. Ở trong này chỉ có thể vận dụng lực lượng của thân thể, những cái kia cường giả tạo hóa cảnh đồng dạng cũng là như vậy. Dựa vào lực lượng của thân thể. Cường giả tạo hóa cảnh có thể có được nhiều ít thực lực. Diệp Thần thân xác cực kỳ cường hãn, tuyệt đối ở nơi này hạn chế dưới tình huống có thể cùng tạo hóa cảnh tranh phong. Những thứ này cường giả tạo hóa cảnh cố nhiên trong mắt chỉ có bảo vật, nhưng là đối với Diệp Thần sát tâm không giảm. Đã như vậy, không bằng để cho bọn họ lưu lại một ít thứ như thế nào. Một số võ giả thấy Diệp Thần đứng ở nơi đó một hơi một tí,
ánh mắt sáng lên, không biết đang làm gì. Lục tục có người chật vật đứng ở 290 hơn tầng, bọn họ trên trán mặt rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, và Diệp Thần so với kém quá nhiều. Bây giờ cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là cầm trên mình đáng tiền bảo vật, toàn bộ đều giao ra, nếu không ta cầm các ngươi đạp xuống. Diệp Thần nhìn những người này, mặt đầy nụ cười, dẫu sao đều là ông thần tài, nhất định phải thân thiện một chút. Những võ giả này căn bản đều là hợp đạo cảnh, trên mình tổng có một ít đáng tiền bảo vật. Diệp Thần, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Lúc này, một người hung ma cung hợp đạo cảnh võ giả trực tiếp mở miệng, bọn họ thực lực cũng không tệ, làm sao có thể chịu được bị người đánh cướp. Ý ngươi là không muốn cho. Diệp Thần mặt liền biến sắc, vốn là đầy mặt nụ cười dần dần trở nên lạnh. Tự nhiên, muốn đánh cướp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần, ngươi bây giờ có thể là cả Tây vực kẻ địch, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà nơi này đối với tu vi có hạn chế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể phát huy mấy phần. Ta bây giờ chỉ cần trên đỉnh kiếm, không muốn giết ngươi, khuyên chính ngươi lăn xuống đi. Những người này căn bản không có bị đánh cướp qua, căn bản không biết Diệp Thần mạnh mẽ. Cho rằng mình hợp đạo cảnh thực lực, dù là vận dụng thân xác, Diệp Thần vậy không phải là đối thủ. Ở 200 hơn tầng, có một người từng bị đánh cướp võ giả, cả người sắc mặt cũng đổi được ảm đạm. Người khác không biết, bọn họ những người này nhưng mà rõ ràng Diệp Thần thực lực kinh khủng. Những thứ này chuyện mất mặt tình, bọn họ tự nhiên không thể nào nói cho người khác. Ta chỉ thích người loại này mạnh miệng người. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, từng bước một đi xuống, đi tới nơi này tên hợp đạo cảnh võ giả bên người, năm ngón tay hóa quyền, một đấm bỗng nhiên đuổi ra ngoài. Thấy một màn này, tên kia hung ma cung đệ tử vậy không do dự, một đấm đánh ra. Hai người đụng vào nhau trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng. À! Một tiếng hét thảm từ hợp đạo cảnh võ giả trong miệng truyền tới. Diệp Thần trực tiếp cầm trên người hắn bảo vật toàn bộ đều đoạt lại, sau đó một cước cầm hắn đá xuống đi. Từ hơn 200 mét không trung té xuống, dù là không chết, vậy sẽ biến thành một người tàn phế. Bây giờ các ngươi đóng hay không? Diệp Thần nghiêng đầu một mặt mỉm cười nhìn mọi người, có tên kia võ giả bài học thất bại, còn ai dám không giao? Giao ra bảo vật và bỏ mạng, cái nào trọng yếu bọn họ tự nhiên rõ ràng. Giờ phút này lại xem Diệp Thần nụ cười, căn bản không cảm giác được một chút ấm áp, có thể cảm nhận được chỉ có hàn ý lạnh như băng. Cái này trời giết, căn bản không người có thể ngăn lại. Nếu như không phải là bọn họ tu vi bị đóng chặt hết, lại tại sao có thể như vậy? Đại ca, ta đã bị ngươi đánh cướp qua một lần, ngươi xem có thể hay không bỏ qua cho ta. Giờ phút này tên hợp đạo cảnh cường giả, cũng sắp muốn khóc lên, thật vất vả thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ai biết lại gặp phải tên xúc sinh này đánh cướp. Ngươi bây giờ mình đi xuống, vẫn là ta cầm ngươi đạp xuống. Diệp Thần mặt không cảm giác mở miệng. Nếu không có tiền tự nhiên không thể nào để cho bọn họ đi lên. Ta, chính ta đi xuống. Tên võ giả này đắng chát cười một tiếng, hắn nếu là đối với Diệp Thần động thủ, hoàn toàn chính là tự rước lấy. Những thứ này giao ra bảo vật võ giả, từng cái hận được cắn răng nghiến lợi, vốn là bọn họ ban đầu còn cười nhạo những cái kia bị đánh cướp người, ai có thể nghĩ cũng không lâu lắm, bọn họ đã bị đánh cướp. Bọn họ đã quyết định. Cùng cướp đoạt hết yêu thánh bảo tàng, Diệp Thần đánh cướp bọn họ đồ, mỗi một người đều để cho Diệp Thần phun ra. Những võ giả này từng cái giao ra bảo vật, không ngừng leo lên. Hết thảy các thứ này Diệp Thần cũng không có ngăn trở, càng đi lên phía trên, áp lực càng ngày càng lớn. Cho dù là hắn, có thể đi hay không đi lên cũng còn là một cái ẩn số. Diệp Thần giờ phút này trong nội tâm đã sớm cười ra hoa tới. Những tư nguyên này nếu để cho chính hắn dùng, đủ phung phí, nếu như thành lập một thế lực, vẫn là quá như muối bỏ biển. Chỉ bất quá hắn vậy không nóng nảy, tài nguyên loại chuyện này, tự nhiên phải từ từ đống triệt, tổng sẽ đủ. Nếu như mọi người biết Diệp Thần bên trong ý nghĩ trong lòng, sợ rằng được khinh bỉ chết Diệp Thần. Gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua như vậy mặt dày đồ vô sỉ. Diệp Thần, chúng ta nhưng mà tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ ngươi cũng phải đánh cướp chúng ta? Lúc này một người tạo hóa cảnh tiên tôn sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần. Bọn họ nhưng mà tiên tôn, cả người tu vi thông thiên,
bị vô số người kính ngưỡng tồn tại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ bị đánh cướp. Ngươi là tiên tôn thì như thế nào, ở ta người ở đây người bình các loại, không giao bảo vật, ta liền đem ngươi đạp xuống. Ngươi, tên này tiên tôn hận được cắn răng nghiến lợi, hắn tu vi bị hạn chế, căn bản không cách nào phát huy tạo hóa cảnh tu vi, mà trước mắt Diệp Thần, hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong ý uy hiếp, chỉ có thể nhịn đau giao ra một số bảo vật. Quỷ biết trong nội tâm của hắn mặt, rốt cuộc thừa nhận thống khổ to lớn dường nào. Diệp Thần sau khi thấy được mặt tạm thời không người, nhìn một cái phía trên, phát hiện có vài người đã leo đến 800 nhiều ngày thang. Diệp Thần không do dự nữa, một cước dẫm ở thang trời phía trên trực tiếp xông lên. Mọi người từng cái chật vật bước ra bước chân, nhìn lại Diệp Thần mặt không đỏ không thở mạnh, rất có dư lực vậy. CMN, tên tiểu súc sinh này, thân xác làm sao như thế mạnh. Sớm biết như vậy, lão tử liền rèn luyện thân thể. Những người này tức giận ngực phập phồng, nhưng mà căn bản không có bất kỳ biện pháp. Diệp Thần dọc theo đường đi không biết vượt qua bao nhiêu người, không tới 2 giờ trực tiếp chạy đến phía trước nhất. Hắn đi tới 899 tầng lại không có đi lên, hắn có thể cảm giác đến 900 tầng uy áp kinh khủng. Một khi bước vào 900 tầng và phía dưới 800 tầng so với, hoàn toàn chính là khoa nhi đồng. Diệp Thần thân xác mặc dù cường hãn, có thể cũng không phải vô địch. Hô! Diệp Thần hít sâu một hơi, một cước trực tiếp đạp lên, ở hắn dẫm ở thứ 900 thang trời trong nháy mắt, kinh khủng uy lực ngay tức thì tấn công tới. Oanh! Diệp Thần cả người trên dưới chuyển tới đau đớn kịch liệt, trong miệng trực tiếp phun ra một búng máu. Thân thể lão đảo lắc lư đứng ở phía trên, cái này nhất tầng thiên thang uy lực, đối với Diệp Thần mà nói quá mức khủng bố. Mọi người thấy một màn này, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Diệp Thần thân xác mạnh bao nhiêu, bọn họ nhưng mà gặp qua. Bây giờ liền Diệp Thần cũng gian nan như vậy đứng ở nơi đó, bọn họ có thể hay không đi lên cũng không biết. Diệp Thần đạp đi lên một khắc kia, từng bước một tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách tầng chót nhất, chỉ còn lại 100 bước, hắn tuyệt đối sẽ không ở đây bên trong dừng lại. Một số võ giả lục tục đi tới thứ 900 tầng, có người xông lên. Nhưng mà có người dừng bước nơi này. Bọn họ vậy không có cách nào, lực lượng của thân thể quá yếu, 900 tầng phía trên, liền một nửa người cũng không có. 900 tầng không biết ngăn trở nhiều ít võ giả. Cho ta xuống. Lúc này, một người tạo hóa cảnh tiên tôn trong mắt thoáng qua một tia phiền muộn, ở Diệp Thần sau lưng, cưỡng ép một chưởng đánh ra. Bây giờ đã đạt tới thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần giành trước đỉnh. Nếu không yêu thánh truyền thừa, thế nào lại là bọn họ? Một chưởng này, trực tiếp đánh vào Diệp Thần sau lưng, Diệp Thần một búng máu phun ra, thân thể ngã ở thang trời phía trên. Trọng lực quy luật trấn áp Diệp Thần thân thể, mỗi một giây xương cũng ở đau đớn kịch liệt. Hắn vậy không nghĩ tới, những người này sẽ như vậy hèn hạ, ở thời khắc này ra tay. Mọi người cùng nhau ra tay, trước trấn áp Diệp Thần. Cái này hạn chế để cho Diệp Thần bị thương. Lúc này, tên kia tạo hóa cảnh tiên tôn trực tiếp mở miệng, trước mắt nhất có uy hiếp chính là Diệp Thần. Ước chừng dựa vào hắn một người, còn hoàn toàn không phải Diệp Thần đối thủ. Nghe gặp tiên tôn mà nói, mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhẹ khẽ gật đầu. Bọn họ đã quyết định, trước cầm Diệp Thần trừ đi, toàn bộ thang trời phía trên liền Diệp Thần thân xác cường đại nhất. Có thể đi tới 900 tầng, căn bản đều là hợp đạo cảnh tầng 8 trời, đứng đầu thần quân hoặc là tạo hóa cảnh. Còn như hợp đạo cảnh tầng 8 thiên trở xuống, trừ Diệp Thần còn không có một người có thể đi lên. 899 tầng đến 900 tầng chính là một cái thiên nhiên hồng câu, muốn xông lên quá khó khăn. Những người này quyết định chủ ý, đối với Diệp Thần ra tay, từ Diệp Thần cướp đoạt bọn họ bảo vật thời điểm, cũng đã là không chết không thôi cục diện. Diệp Thần thần sắc dần dần lạnh như băng, sớm biết như vậy, hắn nên cầm bọn họ mỗi một người đều đạp xuống. Nếu các người đối với ta ra tay, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần lời nói lạnh như băng, để cho mọi người trong lòng hung hăng chấn động một cái, bất quá nghĩ đến bọn họ đồng loạt ra tay. Dù là Diệp Thần thân xác mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng ngăn cản. Diệp Thần cầm chặt quả đấm, nâng lên cánh tay, một đấm đánh tới. Oanh!
Cái này đấm một cái vào cường giả tạo hóa cảnh trên thân thể mặt, một búng máu từ hắn trong miệng phun tràn ra. Cả người thân thể nhẹ đung đưa, hai chân lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa mới ngã xuống. Diệp Thần không ngừng vung ra quả đấm, mỗi một lần vung ra cánh tay, hắn cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt. Phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con kiến, ở cắn xé tay hắn cánh tay. Bình bịch bịch, nơi này không có bất kỳ tu vi và linh lực, chỉ có thân xác và luyện thể. Diệp Thần đều không nhớ quơ múa ra nhiều ít quyền, hắn thân thể không biết chịu đựng nhiều ít lực đạo. Những người này mỗi một quyền đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Diệp Thần chật vật cắn hàm răng, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, hắn bây giờ, hoàn toàn chính là bằng vào một cổ ý chí cường đại lực. À, tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng, có chút võ giả trực tiếp bị đánh xuống đi. Diệp Thần, chúng ta dừng tay như thế nào, tiếp tục như vậy ai cũng không có được bảo vật. Lúc này một người cường giả tạo hóa cảnh mở miệng, mỗi một lần nhìn Diệp Thần sắp quơ múa không động quả đấm thời điểm, bọn họ đều bị đánh mặt. Diệp Thần ngoan cường ý chí lực, để cho bọn họ run sợ trong lòng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không đi xuống đi. Diệp Thần không để ý tới sẽ, xoay người hướng phía trên đi. Hắn thời khắc này trạng thái cũng sớm đã đạt đến mức tận cùng, không thể ham chiến, dẫu sao bảo vật mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần từng bước một bước ra đi, rất nhanh đi tới thứ 999 tầng. Chỉ kém cuối cùng một tầng là có thể bắt được huyết ma kiếm. Diệp Thần có thể cảm nhận được, một cổ thị huyết kiếm ý phun trào tới, huyết ma kiếm không chỉ là đứng đầu thời không chi binh, lại là một chuôi ma kiếm. Diệp Thần, người thực lực nhỏ, sao không như bắt được huyết ma kiếm giao cho ta, chờ ngươi đi xuống thời điểm, có thể che chở ngươi. Giờ phút này một người tạo hóa cảnh mở miệng, trước mắt mới ngưng, có khả năng nhất bắt được huyết ma kiếm, chỉ có Diệp Thần một người. Những người còn lại vậy rối rít mở miệng, ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần chỉ cần một đi xuống, căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Diệp Thần một người trực tiếp cầm tất cả võ giả toàn bộ đều đắc tội, một khi đi xuống, sẽ gặp phải tất cả mọi người vây giết. Dẫu sao chỉ cần không có ở đây thang trời phía trên, cả người tu vi đều có thể vận dụng. Diệp Thần khóe miệng toát ra một món cười nhạt, những người này bề ngoài nói muốn che chở hắn, sợ rằng bắt được huyết ma kiếm. Cái đầu tiên liền sẽ đem hắn chém chết. Những người này căn bản đều là tới từ Tây vực thế lực, chém chết Diệp Thần cũng là mỗi một người nhiệm vụ. Các ngươi muốn huyết ma kiếm mà nói, có bản lãnh tự mình tới lấy. Diệp Thần một cước dẫm ở 1000 tầng trực tiếp bước lên đi, giờ khắc này tất cả áp lực bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ có như vậy, vốn là phong bế tu vi hoàn toàn trở về, ở 1000 tầng, hoàn toàn không có bất kỳ cấm chế. Diệp Thần từng bước một đi tới quan tài trước mặt, cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở. Cái này cổ khí máu tanh, tà ác, một loạt mặt trái tâm trạng, tràn ngập ở hắn trong đầu. Cũng may ấn đường lóe lên một đạo u lam quang. Vô tận ma khí vần quanh Diệp Thần, tựa như đang bảo vệ Diệp Thần. Lực lượng này đến từ ác ma mắt. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được mặt trái háo hức xâm lược, nhảy đến trên quan tài mặt. Đưa tay ra vừa mới chuẩn bị bắt được huyết ma kiếm, đột nhiên một cổ nguy cơ xông lên đầu. Giờ phút này một người tạo hóa cảnh tiên tôn lại đột phá cực hạn cũng lên tới, trên người tu vi hoàn toàn bỏ phong tỏa. Lúc này lại cũng không có bất kỳ chiếu cố đến, kinh khủng lực lượng hướng Diệp Thần vỗ qua đi. Bây giờ huyết ma kiếm ngay tại trước mặt hắn, làm sao không có thể động tâm, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần bắt vào tay. Kinh khủng hơi thở trực tiếp hướng Diệp Thần xông tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn một cái huyết ma kiếm, cuối cùng xoay người nhảy xuống. Ở nhảy xuống trong nháy mắt thời điểm, linh hoàng hư ảnh vừa ra. Không biết tại sao, Diệp Thần rút ra huyết ma kiếm mà nói, tổng có một loại dự cảm xấu. Một người tạo hóa cảnh võ giả cười lạnh một tiếng, cũng không có đối với Diệp Thần đuổi giết, ở hắn xem ra, Diệp Thần buông tha. Hiển nhiên là phát hiện mình thực lực trước mắt còn chưa đủ. Ha ha, huyết ma kiếm nhất định là lão phu. Cường giả tạo hóa cảnh giận cười một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tình vui thích, một cái bước dài đi tới trên quan tài mặt, một đôi tay cầm chặt huyết ma kiếm, hung hăng dùng sức. Diệp Thần rơi trên mặt đất trong nháy mắt thời điểm, không biết nhiều ít cường giả, trực tiếp cầm Diệp Thần vây quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn.
Tiểu súc sinh, thân thể ngươi mạnh mẽ thì như thế nào, như cũ không có được bảo tàng, bây giờ cầm bảo vật của chúng ta giao ra, nói không chừng có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Không biết nhiều ít cường giả trên mình toát ra sát khí, dù là Diệp Thần giao ra bảo vật, vậy nhất định phải vừa chết. Như vậy mới có thể rõ ràng trong lòng bọn họ mối hận. Diệp Thần khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, loại cục diện này hắn cũng sớm đã dự đoán qua. Bây giờ hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, chính hắn cũng không biết có nhiều ít chuôi, dựa vào ngàn binh bạo uy lực, đủ trốn bay lên trời. Đây cũng là Diệp Thần có sức, dám đánh cướp những cường giả này nguyên nhân. Ngàn binh bạo uy lực và hỗn loạn, dựa vào hắn tốc độ, có thể chạy thoát thân. Mọi người ở đây chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, dị biến nổi lên, tất cả võ giả cũng cảm nhận được một cổ tà ác hơi thở. Chuyện gì xảy ra? Cổ tà ác này hơi thở, để cho tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, dù là cường giả tạo hóa cảnh, cũng cảm nhận được một cổ nguy cơ. Lúc này Diệp Thần ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện quan tài không biết lúc nào, đã bị mở ra, không chỉ có như vậy, tên kia tạo hóa cảnh cường giả, cả người tản ra ma khí, một đôi mắt lồi lõm đi xuống, vốn là tròng mắt đen nhánh, biến thành một đôi huyết nhãn. Tên kia cường giả tạo hóa cảnh, trong tay nắm huyết ma kiếm. Vào giờ khắc này lại biến thành một chuôi lưỡi liềm đao. Đây căn bản cũng không phải là yêu thánh huyết ma kiếm. Bổn tọa bị phong ấn không biết nhiều ít năm tháng, rốt cuộc đi ra. Giờ phút này cường giả tạo hóa cảnh thanh âm, hoàn toàn biến thành một người khác, kinh khủng huyết khí, tràn ngập ở chung quanh. Ha ha, yêu thánh ban đầu đến chết cũng phải phong ấn ta, nhưng là cái này vạn năm, ta thay đổi nơi này quy tắc, để cho các ngươi không ngừng chém giết. Hấp thu máu tươi, mới có thể phá vỡ chỗ tòa này quan tài. Diệp Thần nghe gặp hắn mà nói, cả người nhướng mày một cái, lời từ hắn bên trong không khó nghe được, toàn bộ hạ đất quy tắc cũng sớm đã thay đổi. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Diệp Thần không biết, chỉ sợ cũng là vài yêu thánh một cấp bậc cường giả. Nếu như không phải là bị phong ấn không biết nhiều ít năm tháng, hắn cả người thực lực có thể trong nháy mắt giết người bất kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bình bịch bịch. Giờ khắc này, những huyết khí này tựa như sống lại vậy, không ngừng tràn vào đến võ giả trong thân thể. Diệp Thần mắt thường có thể thấy rõ ràng, những huyết khí này tiến vào võ giả trong thân thể, không ngừng hấp thu võ giả máu. Những cái kia võ giả máu, theo huyết khí không có vào đến hắn trong thân thể. Biết bao tuyệt vời máu, các ngươi những người này. Toàn bộ đều là tăng cường ta thực lực nuôi liệu. Mọi người cùng nhau ra tay, diệt hắn, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Lúc này Diệp Thần trực tiếp mở miệng, trong này quy tắc lại đã bị thay đổi, sợ rằng trong này lối ra cũng sớm đã biến mất. Bỏ mặc người này trước kia có bao nhiêu cường hãn, hắn bây giờ đoạt xác, vậy chẳng qua là tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Tất cả võ giả đồng loạt ra tay mà nói, sợ rằng còn có cơ hội tiêu diệt cái này. Nếu không tên này một khi lớn lên nói, yêu thánh bí cảnh chỉ sẽ trở thành là tất cả mọi người phần mộ. Diệp Thần giờ khắc này, không do dự nữa, nâng lên trong tay hỗn nguyên tiên kiếm, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ở những máu kia khí trên. Oanh! Huyết khí bị chém thành hai nửa, chảy ra máu loãng tới. Có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh, mỗi một người vậy không phải người ngu. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Cùng đối phương khôi phục như cũ, đều phải chết. Còn như Diệp Thần đánh cướp bọn họ bảo vật, cũng sớm đã để ở một bên, không phải bởi vì bọn họ đại nghĩa. Chủ yếu là mình mạng nhỏ cũng không có, muốn nhiều hơn nữa bảo vật còn có cái gì dùng. Tuế Nguyệt sát kiếm. Giờ khắc này, không người nào dám cất giấu, toàn bộ cầm ra mình trông nhà bản lãnh. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ không ngừng, căn bản không có ngừng nghỉ, kinh khủng hơi thở. Tràn ngập ở bốn phía. Một bầy kiến hôi, ngờ đâu ta mạnh mẽ. Nổ trong phạm vi mặt, truyền tới lão giả kia cười nhạt, giờ khắc này chỉ thấy được một cái màu máu bóng người. Lão kia người một cái chớp mắt, đi tới một người hợp đạo cảnh tầng 6 thiên võ giả trước mặt, một đôi tay chỉ trực tiếp cắm vào tên kia võ giả trong tim mặt. Hợp đạo cảnh tầng 6 thiên võ giả, mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngay tức thì biến thành một cái thây khô. Tay của lão giả chỉ rút trở về, một đôi tay dính huyết dịch đỏ thắm, ngón tay đặt ở trong miệng nhẹ một liếm.
biết bao tuyệt vời mùi vị, ta thị huyết ma quân thật lâu không hưởng thụ. Thị huyết ma quân thân ảnh quỷ mị, không ngừng qua lại ở bên trong đám người, mỗi một lần đi tới một người võ giả trước mặt, đều sẽ có một người võ giả trực tiếp mất sinh mạng. Diệp Thần cả người cau mày, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng không có bất kỳ người có thể sống được. Máu pháp tắc. Lúc này, thị huyết ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt thay đổi. Ngập trời biển máu đánh tới, mùi máu tanh, để cho người không nhịn được muốn nôn mửa. Lúc này, máu trong nước toát ra từng cái người máu. Những thứ máu này người thực lực đạt tới hợp đạo cảnh, yếu nhất tất cả đều là nhất tầng thiên. Thật tốt hưởng thụ, giết hại thịnh yến đi. Thị huyết ma quân bóng người không biết ẩn giấu ở nơi nào, hắn tự thân cũng biết. Trước mắt hắn còn không có khôi phục nhiều ít, những võ giả này nếu như liên hiệp, nói không chừng hắn vậy sẽ trồng tới nơi này. Dẫu sao trước mắt hắn không có trước kia tu vi, chỉ là một người tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần nhướng mày một cái, thị huyết ma quân rõ ràng muốn dùng những thứ máu này người, từng cái đánh chết võ giả, hóa thành hắn nuôi liệu. Thị huyết ma quân ẩn giấu ở nơi nào, trước mắt Diệp Thần căn bản không biết. Lúc này một cái hợp đạo cảnh ba tầng thiên người máu, liều chết xung phong đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cầm chặt trong tay hỗn nguyên tiên khí, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Một kiếm hạ xuống, người máu trực tiếp né tránh, bóng người đi tới Diệp Thần trước mặt. Lúc này Diệp Thần cảm giác được một cổ hơi thở máu tanh, ở đi tới Diệp Thần trước mặt trong nháy mắt, một đấm đập về phía Diệp Thần. Những thứ máu này người thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là căn bản không có suy nghĩ cũng không có vũ khí, chỉ có thể dựa vào thân thể. Diệp Thần bóng người nhỏ nhẹ giãy giụa, né tránh người máu một quyền, sau đó một kiếm cắm vào người máu bụng bên trong. Người máu không biết đau đớn, xoay người một chân đạp đi ra ngoài. Diệp Thần buông hỗn nguyên tiên kiếm, một cái tay bắt người máu bắp đùi, sau đó một đấm đập về phía đầu hắn. Oanh! Một đấm đi xuống, người máu đầu bể tan tành, thân thể đột nhiên nổ, cả người máu loãng tưới ướt Diệp Thần áo khoác. Làm người máu biến mất trong nháy mắt, máu trong nước lại một cái người máu nhô ra. Chỉ cần thị huyết ma quân máu pháp tắc không phá hết, những thứ máu này người căn bản giết không chết. Diệp Thần cả người tràn đầy máu tanh, hắn không biết giết chết nhiều ít người máu, nhưng là căn bản không có tác dụng. Có một số võ giả cũng sớm đã chết, trở thành thị huyết ma quân nuôi liệu. Mọi người tụ tập đến một nơi, cùng nhau nghĩ biện pháp, phá giải máu hắn pháp tắc. Lúc này, không biết vị nào tạo hóa cảnh tiên tôn mở miệng, cứ theo đà này, bọn họ chỉ có thể bị không ngừng kéo chết. Bây giờ chỉ có tụ họp mọi người lực lượng mới có thể. Diệp Thần từng bước một đi tới trước mặt mọi người, bây giờ đi tới tử môn võ giả, chỉ còn lại không tới 100 người. Cái này 100 người trừ Diệp Thần trở ra toàn bộ đều là hợp đạo cảnh trở lên, còn như hỗn nguyên cảnh cũng sớm đã chết. Trước mắt cũng chỉ có hợp đạo cảnh trở lên tu vi có thể ngăn cản một hai. Mọi người ngưng tụ chung một chỗ sau đó, chỉ cần có người máu xông lại, trực tiếp đồng loạt ra tay chém chết. Hô! Giờ khắc này mọi người, rốt cuộc có một tia thở dốc thời gian, nhưng là đối mặt máu pháp tắc, bọn họ vẫn không có biện pháp. Nếu như thị huyết ma quân một mực không ra, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị kéo chết. Lâu dài đi xuống căn bản không phải biện pháp. Diệp Thần, người không phải có nổ phương pháp, phối hợp chúng ta tạo hóa cảnh tổn thương, cuối cùng kích phá cái này quy luật. Lúc này một người tạo hóa cảnh tiên tôn mở miệng, đối với Diệp Thần thủ đoạn, những người này rất rõ ràng. Có thể khiến cho hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí dung hợp vào một chỗ, sinh ra nổ tính uy lực. Như uy lực này có thể đạt tới tổn thương nhất định, đủ phá vỡ máu pháp tắc. Ta dùng ngàn binh bạo, tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá thần hồn của ta lực không đủ. Lúc này Diệp Thần mở miệng, ngàn binh bạo hắn sớm cũng đã nghĩ đến qua, nhưng là hắn thần hồn lực, muốn đạt tới phá vỡ máu pháp tắc nổ, trước mắt căn bản không đủ xem. Diệp Thần, người nếu thần hồn lực không mạnh, không bằng cầm ngàn binh bạo bí pháp giao ra, do chúng ta tới thi triển. Lúc này, một người đứng đầu thần quân mở miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Ngàn binh bạo cái bí pháp này uy lực, tất cả Tây vực võ giả tất cả đều gặp qua. Nếu như có thể, không người không muốn lấy được cái bí pháp này. Diệp Thần nghiêng đầu,
lạnh lùng nhìn một cái tên kia đứng đầu thần quân. Bây giờ loại này thời khắc nguy cơ, hắn lại vẫn suy nghĩ bí pháp của hắn, thật không biết tu luyện thế nào đến đứng đầu thần quân. Muốn ta bí pháp, căn bản không có thể. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, nhỏ nhẹ lắc đầu, ngàn binh bạo môn bí pháp này hắn là tuyệt đối không thể nào giao ra. Mọi người cũng biết, muốn để cho Diệp Thần giao ra ngàn binh bạo, cơ hồ khả năng không lớn, dẫu sao ai nguyện ý cầm mình độc môn tuyệt hoạt giao ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ như vậy bị dây dưa chết? Trong đó một người hợp đạo cảnh thần quân khiếp đảm mở miệng, tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể bị dây dưa chết. Ta bây giờ luyện hóa hồn quả, có thể tăng cường thần hồn lực, nói không chừng có thể phá vỡ máu pháp tắc, các ngươi bảo vệ ta. Lúc này Diệp Thần mở miệng nói chuyện, ở trên tay hắn còn có hồn quả có thể vận dụng, đến lúc đó nói không chừng có thể phá vỡ. Mọi người kinh ngạc nhìn một mắt Diệp Thần, hồn quả tác dụng, mọi người tự nhiên rõ ràng. Không nghĩ tới Diệp Thần trên tay lại có loại bảo bối này, vận khí này cũng quá CMN nghịch thiên chứ. Bất quá bây giờ lúc này, vậy không ai dám cướp đoạt Diệp Thần hồn quả, ân oán ở sống chết trước mặt không chịu nổi một đề ra. Dẫu sao chỉ có Diệp Thần sẽ ngàn binh bạo. Bọn họ có thể không có thể sống được, còn muốn dựa vào Diệp Thần. Tất cả mọi người, vây ở Diệp Thần ở giữa, bảo vệ tốt hắn, nếu ai dám ra tay cướp đoạt, lão phu cái đầu tiên diệt hắn. Lúc này, một người tạo hóa cảnh cường giả mở miệng, bây giờ Diệp Thần tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trong biển máu, cầm ra hồn quả bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại. Không ngừng luyện hóa hồn quả. Còn như bên ngoài hết thảy, Diệp Thần cũng không có để ý nữa, có cường giả tạo hóa cảnh, tạm thời nửa hội người máu vậy xông lên không tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thị huyết ma quân vậy nhận ra được một vài vấn đề, phát hiện những người này một mực đang bảo vệ một người tuổi trẻ. Mặc dù không biết tên này hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên có cái gì chỗ kỳ quái, bất quá trước mắt hắn phải cẩn thận một chút. Dẫu sao hắn bây giờ còn chưa có trước kia thực lực. Lúc này, người máu quỷ dị không xuất thủ nữa, những thứ máu này nước lại không ngừng dung hợp. Không chỉ có như vậy, ở dung hợp trong quá trình bên trong, những thứ máu này nước ngưng tụ thành một người vô cùng hắn to lớn màu máu người khổng lồ. Người máu thân thể đạt tới 10 mét, thân thể cao lớn và kinh khủng hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Cái này cái người máu thực lực lại đạt tới tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Người máu không do dự, trực tiếp xông về Diệp Thần, muốn nhất kích trực tiếp cầm Diệp Thần đánh chết. Không tốt, mọi người cầm Diệp Thần bảo vệ tốt. Cường giả tạo hóa cảnh một mắt là có thể nhìn ra, cái này người máu rõ ràng hướng về phía Diệp Thần tới đây. Trước mắt Diệp Thần đã đạt tới thời khắc mấu chốt, cho không được có nửa điểm sơ suất. Mọi người cùng nhau ra tay, ngăn cản cái này người máu, lưu một chút một người tạo hóa cảnh và hai người đứng đầu thần quân. Bảo vệ Diệp Thần. Lúc này đã không kịp bọn họ do dự, phải nghĩ biện pháp ngăn cản người máu. Oanh! Trong nháy mắt đại chiến hoàn toàn bùng nổ, có thể xuất thủ thấp nhất cũng là hợp đạo cảnh tầng 8 thiên cường giả. Nếu không còn chưa đủ người máu một đấm đánh chết, trở thành thị huyết ma quân nuôi liệu. Mặc dù như vậy cũng có đứng đầu thần quân chết, ở rơi xuống trong nháy mắt, người máu thực lực không ngừng tăng cường. Đã sắp đến gần tạo hóa cảnh tầng 2 trời, nếu không phải bởi vì nơi này quy luật hạn chế, người máu chỉ sợ sớm đã đột phá. CMN, cái này người máu căn bản giết không chết. Lúc này, một người cường giả tạo hóa cảnh hôi đầu hôi kiểm mở miệng, hắn thừa nhận người máu phần lớn công kích. Mỗi một lần chém hết máu cánh tay của người hoặc là bắp đùi, cũng có thể ngay tức thì tăng mọc ra. Trừ phi cái này máu pháp tắc phá hỏng. Nếu không căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Ngập trời huyết khí ở trên không khí bên trong tràn ngập, chiến đấu bạo đi ra ngoài khủng bố dư âm, cuốn lên từng trận biển máu. Vào giờ khắc này, dù là đứng đầu thần quân cũng có rơi xuống nguy hiểm, chỉ có tạo hóa cảnh có thể bảo đảm tự thân an toàn, bất quá như vậy chiến đấu vậy không kiên trì được bao lâu. Giờ phút này Diệp Thần mở hai mắt ra, lần này luyện hóa hết tất cả hồn quả, để cho hắn thần hồn lực tăng nhiều. Mọi người thấy Diệp Thần tỉnh lại, vội vàng mở miệng nói, bây giờ có nắm chắc hay không, phá vỡ máu pháp tắc. Hết sức thử một lần. Diệp Thần vậy không dám nói ra 100% chắc chắn, tất lại không có thử,
hắn bây giờ cũng chỉ có thể hết sức mà là. Lần này Diệp Thần cầm ra một kiện thời không chi binh và 10 kiện hợp đạo thần khí, còn như hỗn nguyên tiên khí tác dụng, đối phó máu pháp tắc không hiệu quả gì. Các ngươi tận lực cách xa một chút, nổ hiệu quả có kinh khủng dường nào, ta cũng không rõ ràng. Mọi người nghe gặp Diệp Thần mà nói, vội vàng cách xa Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái, cảm giác kém không nhiều, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bảo. Lúc này thời không chi binh và hợp đạo thần khí, phát ra ông ông tiếng vang, một cổ kinh khủng hơi thở nhất thời tràn ngập trên không trung. Cái này cổ hơi thở, dù là cường giả tạo hóa cảnh, cũng nhẹ cảm giác được vẻ nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh. Vào giờ khắc này, ngay tức thì nổ, ngút trời học biển biển máu nổ ra tầng tầng đợt sóng. Chung quanh mùi máu tanh, không ngừng giảm thiếu, Diệp Thần thần sắc dữ tợn, trong đầu thừa nhận to lớn thống khổ. Mọi người mau xem, máu pháp tắc biến mất. Lúc này, không biết ai nói một câu, chung quanh ngút trời biển máu cũng sớm đã biến mất không gặp. Thị huyết ma quân thần sắc dữ tợn, sắc mặt thương trắng, máu pháp tắc tan biến, đối với hắn tự thân, vậy tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đáng chết tiểu súc sinh. Thị huyết ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có nghĩ đến, hắn kế hoạch lại thất bại. Nếu không phải bởi vì là một cái hèn mọn tiểu tử, hắn đã sớm đem những người này chiếm đoạt, hóa thành mình nuôi liệu, có thể tránh thoát yêu thánh quy tắc, đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 2 thiên. Đến lúc đó yêu thánh bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều phải chết, căn bản không có thể có thể sống được. Nhưng mà hắn kế hoạch, hoàn toàn bị phá hủy. Mọi người cùng nhau ra tay diệt hắn. Lúc này một người tạo hóa cảnh tiên tôn mở miệng, tuyệt đối không thể để cho thị huyết ma quân còn sống rời đi. Thị huyết ma quân đỉnh cấp thực lực tuyệt đối khủng bố, nếu như cùng thị huyết ma quân lớn lên, đến lúc đó yêu thánh bí cảnh bên trong, ai còn là hắn đối thủ. Đáng tiếc, các ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Lúc này, thị huyết ma quân bóng người không ngừng mơ hồ. Ha ha ha, yêu thánh bí cảnh chính là các ngươi ngày rỗ, còn lại ba chỗ địa phương cường giả, hẳn đều đã tỉnh lại, các ngươi không sống nổi. Thị huyết ma quân nói xong một câu nói này, cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Làm thị huyết ma quân sau khi rời đi, cảnh sắc chung quanh ngay tức thì biến hóa, vốn là chim hót hoa thơm thế giới, lại đổi được âm trầm, giờ phút này nơi nào còn có cái gì thang trời. Lại là tràn đầy khí tức tà ác phong ấn thang trời, chỉ bất quá những ngày qua thang cũng sớm đã làm tổn hại. Trong này hoàn toàn chính là phong ấn thị huyết ma quân địa phương. Diệp Thần, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, ngươi là thời điểm cầm bảo vật giao ra đây. Lúc này một người đứng đầu thần quân trực tiếp mở miệng, thị huyết ma quân nói bên trong, chỉ sợ không chỉ hắn một cái cường giả. Tiếp theo muốn còn sống, không có một ít bảo vật, sợ rằng không sống nổi. Bảo vật ở trên người ta, nhưng là đồ ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Giờ phút này Diệp Thần trực tiếp mở miệng, tốt không dễ được bảo vật, làm sao có thể để cho hắn giao ra. Diệp Thần, chúng ta những người này, nếu như cố ý xuất thủ, ngươi cho rằng có thể sống đi ra ngoài. Đối mặt mọi người ầm ĩ, Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, ngược lại trực tiếp cầm ra hai kiện thời không chi binh, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Mọi người vừa thấy Diệp Thần cầm ra thời không chi binh, khóe miệng hung hăng co quắp một chút, ngàn binh bạo uy lực, bọn họ đến bây giờ cũng trí nhớ như mới. Nếu như cái này cổ phạm vi nổ ném ở bên trong đám người, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Dù là tạo hóa cảnh tiên tôn, không cẩn thận vậy sẽ người bị thương nặng. Các ngươi muốn cướp đoạt ta bảo vật, không ngại đi thử một chút, ta bây giờ có thể hay không sử dụng ngàn binh bạo. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, bất quá không ai dám tiếp tục về phía trước, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là ai cũng không dám cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Bảo vật mất thì mất, mệnh nếu như không có, vậy liền không có gì cả. Làm sao, các ngươi không dám ra tay, ta còn lấy là các ngươi cũng không sợ chết đây. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn mọi người một cái. Đồ đến trong tay hắn chính là hắn. Người khác muốn cướp, cũng phải xem có hay không thực lực này. Diệp Thần, người cho ta chờ, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ để cho ngươi phun ra. Lúc này, mọi người buông xuống lời độc ác, quyết định rời đi,
bọn họ bây giờ nhất định phải sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Yêu thánh bí cảnh, lần này quy tắc bị phá xấu xa, không biết nhiều ít cường giả sẽ bỏ mạng ở yêu thánh bí cảnh bên trong. Cùng mọi người sau khi rời đi, Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn mới vừa cũng không quá cưỡng ép chống đỡ mà thôi. Nếu thật chiến đi xuống, hắn thần hồn lực căn bản không đủ chống đỡ. Bởi vì thị huyết ma quân rời đi, chung quanh ảo cảnh biến mất, lối ra cũng theo đó xuất hiện. Diệp Thần đi vào lối ra bên trong, phát hiện lại đi tới một phiến xa lạ thiên địa. Đây là địa phương nào? Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn một cái bốn phía, phát hiện chung quanh một phiến hoang vu, chung quanh không có bất kỳ thực vật, không có bất kỳ vật gì. Tựa như hết thảy cũng đổi được hoang vu, hết thảy đều là hư không. Hống. Lúc này một cổ khí tức cường đại hạ xuống, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái. Đây là xích diễm hỏa kỳ lân hơi thở. Loài người, cái này phiến hạ đất nơi thực tập, bổn tọa lựa chọn ngươi. Xích diễm hỏa kỳ lân đi tới Diệp Thần bên cạnh, thu liếm tự thân hơi thở, nếu không bằng vào xích diễm hỏa kỳ lân hơi thở, là có thể trấn áp Diệp Thần. Giờ phút này xích diễm hỏa kỳ lân, cả người yếu ớt không chịu nổi, ban đầu những người đó, tham đồ xích diễm hỏa kỳ lân, muốn đánh chết nó. Nó mặc dù có thể thoát đi, bất quá vậy bị không nhẹ thương thế. Mới vừa rồi thị huyết ma quân đại chiến, ta một mực chú ý, bất quá bổn tọa đã không có thực lực, tiêu diệt thị huyết ma quân. Xích diễm hỏa kỳ lân, toát ra một tia chán nản thần sắc. Ban đầu yêu thánh để cho xích diễm hỏa kỳ lân trấn canh giữ ở chỗ này, không chỉ có tìm xích ma kiếm truyền nhân, cũng là vì phòng ngừa thị huyết ma quân tránh thoát được. Xích diễm hỏa kỳ lân vốn là có thể đánh chết, chỉ bất quá bởi vì vì tộc người tham lam, để cho nó người bị thương nặng, căn bản không có và thị huyết ma quân thực lực đánh một trận. Nếu không phải bởi vì vì tộc người tham lam, bây giờ thị huyết ma quân cũng sớm đã bị trấn áp, như thế nào có thể đủ gây sóng gió. Tộc người bởi vì, tạo ngay bây giờ quả. Những chuyện này, nhất định phải tộc người đi trả lại. Huyết ma kiếm liền ở chỗ này, thì phải xem ngươi có không có năng lực điều khiển. Lúc này, xích diễm hỏa kỳ lân khoát tay, vốn là một phiến địa phương hoang vu, xuất hiện một tòa tế đàn. Ở tế đàn phía trên, một thanh kiếm sừng sững ở phía trên, kiếm ý thẳng xông lên trời cao. Huyết ma kiếm không chỉ là cao cấp thời không chi binh, lại là một chuôi ma kiếm, chỉ có đại nghị lực người mới có thể nắm trong tay. Vì sao là ma kiếm? Là ma đạo, cũng có thể giết ma. Nếu không chỉ sẽ trở thành là huyết ma kiếm con rối. Yêu thánh tổng cộng lưu lại bốn chỗ truyền thừa, hạ đất chính là trấn áp huyết ma kiếm địa phương, ngươi cần mình đi rút ra, nhớ, nhất định không nên để cho huyết ma kiếm điều khiển tâm thần của ngươi. Xích diễm hỏa kỳ lân nói xong, nhắm mắt lại không nói thêm nữa, nó bây giờ nhất định phải điều chỉnh mình thân thể. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, xích diễm hỏa kỳ lân tại sao sẽ chọn mình, hắn cũng không có hỏi. Nếu xích diễm hỏa kỳ lân lựa chọn mình, nhất định có hắn nguyên nhân. Diệp Thần từng bước một đi tới chung quanh tế đàn, làm hắn không ngừng đến gần thời điểm, vượt có thể cảm nhận được ngập trời kiếm ý và sát ý. Huyết ma kiếm, nắm giữ sát phạt. Diệp Thần sát ý vào huyết ma kiếm so với, thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Huyết ma kiếm thả ra một cổ sát ý, hạ xuống ở Diệp Thần bên người, tựa hồ ở nói cho Diệp Thần, hắn quá hèn mọn. Huyết ma kiếm cho rằng, Diệp Thần căn bản không có thực lực nắm trong tay hắn. Diệp Thần cắn hàm răng, từng bước một đi tới, mỗi một bước cũng đi rất khó khăn, nhưng vô cùng kiên định. Ai sanh ra chính là cường giả. Cường giả đều là từng bước một từ ngút trời máu trong biển đi tới, chân chính đế vương, đều là đạp vô số xương trắng, bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Diệp Thần đi tới huyết ma thân kiếm bên, thời khắc này hắn đã vết thương chồng chất, cả người trên dưới đều là một cái người máu. Diệp Thần chật vật mở hai mắt ra, một đôi tay cầm huyết ma kiếm. Oanh! Huyết ma kiếm truyền ra sát ý điên cuồng, muốn đem Diệp Thần chém chết. Như vậy con kiến hôi căn bản không xứng nắm nó trong tay. Sát ý đâm thấu Diệp Thần thân thể, máu loãng điên cuồng tràn ra, chỉ bất quá Diệp Thần mặt không cảm giác, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Hai cánh tay vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ dùng sức, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Mạng ta do trời,
quản ngươi là ma còn vẫn là tiên, đều phải thần phục ở ta dưới chân. Diệp Thần thả tiếng giống giận, giờ phút này hắn trong đầu, có vô số tàn niệm, giết hại, dục vọng, ở hắn trong đầu không ngừng lưu động. Vo ve, huyết ma kiếm ông ông tác hưởng, Diệp Thần to lớn lực đạo, không ngừng cầm huyết ma kiếm rút ra. Hắn ánh mắt nhẹ đỏ tươi, trong đầu đang liều mạng chống cự. Hắn tuyệt đối không thể để cho huyết ma kiếm nắm trong tay hết thảy. Mở. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, huyết ma kiếm vào giờ khắc này hoàn toàn rút ra. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần ấn đường xuất hiện một đạo ánh mắt. Ác ma mắt. Vô tận tà ác và cửu u khí bọc Diệp Thần quanh thân. Ma khí vờn quanh Diệp Thần toàn thân. Giờ phút này, Diệp Thần chính là một tôn ma. Vô thượng ma. Ở rút ra trong nháy mắt, huyết ma kiếm chung quanh sát ý biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Thần ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, giờ khắc này huyết ma kiếm đã hoàn toàn thần phục. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nhỏ nhẹ mở mắt ra, bề ngoài mặc dù mặt không cảm giác, bất quá trong nội tâm cũng sớm đã vô cùng rung động. Huyết ma kiếm cao ngạo và ma tính, nó rõ ràng nhất bất quá, vốn là nó để cho Diệp Thần thử một lần, cũng là đánh cuộc một lần. Đối với Diệp Thần vậy không có bao nhiêu lòng tin, dẫu sao đây chính là yêu thánh bội kiếm. Há là một cái như này rác dưới cảnh giới tiểu tử có thể tùy tiện rút ra động. Chỉ bất quá nó không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật thành công. Diệp Thần, huyết ma kiếm mặc dù thần phục ngươi, bất quá nó ma tính như cũ vẫn còn ở, dễ dàng thời điểm không nên động dùng huyết ma kiếm. Lúc này Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân mở miệng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Bây giờ huyết ma kiếm bề ngoài không có chuyện gì, nhưng mà một khi vận dụng huyết ma kiếm chiến đấu, sát ý điên cuồng và ma tính thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Không tới nguy cơ sinh tử thời điểm, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không vận dụng huyết ma kiếm, nếu không một khi bị huyết ma kiếm ma tính ăn mòn, hắn muốn khôi phục bản tính vậy không dễ dàng. Nếu ngươi đã nắm trong tay huyết ma kiếm, bây giờ ta có thể đưa ngươi rời đi. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân một hớp ngọn lửa từ trong miệng phun ra ngoài, ở hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cửa hư không. Bây giờ bị yêu thánh trấn áp bốn người đã đi ra, người muốn vạn sự cẩn thận. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nhẹ mở miệng, cái này bốn người mỗi một vị ở chục nghìn năm trước đều là kinh khủng tồn tại. Mặc dù bây giờ căn bản đều là tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, nhưng mà bọn họ thủ đoạn, không phải mọi người có thể đối phó. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, một bước bước vào cửa hư không chính giữa. Nếu như có thể giải quyết bốn người, Diệp Thần sẽ không chút do dự ra tay, nếu thừa kế yêu thánh truyền thừa, nhất định phải là yêu thánh làm một ít chuyện tình. Làm Diệp Thần từ cửa hư không lúc đi ra, phát hiện đã xuất hiện ở hạ đất bên ngoài. Bên ngoài cơ bản không cái gì võ giả, bởi vì thị huyết ma quân xuất thế nguyên nhân, một mực ở chế tạo giết hại. Cái này thời gian cũng có cường giả tổ chức võ giả, cùng nhau tiêu diệt thị huyết ma quân, nhưng mà thị huyết ma quân hoàn toàn giống như cá trạch vậy, căn bản không bắt được. Mỗi một lần bắt, cũng không công mà về. Diệp Thần ở Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nơi đó, mặc dù không có hao phí thời gian, bất quá ở hạ đã qua mấy ngày. Trước mắt bên ngoài phát sinh chuyện gì, Diệp Thần còn không biết. Một đường chạy như bay, Diệp Thần tìm được một người võ giả. Nghe một ít tin tức. Trước mắt hạ trong ruộng, phân là hai tổ thế lực lớn, do Hung Ma Cung xây dựng thế lực, cùng nhau chống lại thị huyết ma quân, còn có một tổ thế lực là do tán tu tạo thành. Dĩ nhiên còn có một chút thế lực lớn nhỏ, bây giờ căn bản không có võ giả, dám một mình ở bên ngoài. Rất sợ thị huyết ma quân không cẩn thận nhô ra, xem Diệp Thần như vậy, một người ở hạ tán loạn, không thể không nói người tài cao gan lớn. Ở một nơi, Trần Phong vợ chồng cả người đều là vết máu, bởi vì đầu dựa vào Diệp Thần, tán tu thế lực, căn bản không để cho bọn họ đi vào. Hai cái hèn mọn con kiến hôi, các ngươi hai cái không trốn thoát tay ta lòng bàn tay. Ở Trần Phong hai người phía sau, thị huyết ma quân ở sau lưng không ngừng theo sát, bất quá thị huyết ma quân cũng không nóng nảy giết chết hai người. Thật vất vả tìm được hai cái đồ chơi, nhất định phải để cho bọn họ ở trong tuyệt vọng chết đi. Như vậy máu mới đẹp nhất hay? Xem ra hai người chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này. Vương Thiến khóe miệng toát ra một chút cười khổ, bọn họ trước mắt hợp đạo cảnh nhất tầng thiên, ở yêu thánh bí cảnh bên trong vận khí vậy coi là có thể,
tìm được bảo vật đột phá. Hợp đạo cảnh nhất tầng thiên, ở bên ngoài cũng coi là một cái không nhỏ cường giả, nhưng mà ở yêu thánh bí cảnh, coi là không được cái gì. Bởi vì thị huyết ma quân tồn tại, đứng đầu thần quân cũng không biết chết nhiều ít. Không có sao, dù là trong địa ngục mặt, chúng ta vậy là vợ chồng. Đối mặt cái chết, Trần Phong đã không có quá nhiều sợ hãi, chỉ tiếc không thể lại chiếu cố Vương Thiến. Ở hai người quyết định phó thời điểm chết, phía trước một đạo thân ảnh mơ hồ, xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt. Làm thân ảnh mơ hồ, không ngừng rõ ràng, Trần Phong ánh mắt thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Hắn trở về. Cái đó để cho Tây Vực nghe tiếng sợ vỡ mật người đàn ông, cũng chưa chết, hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thiếu chủ. Lúc này Trần Phong và Vương Thiến hai người, trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Vốn là Diệp Thần bị Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân bắt đi, lấy là không có biện pháp sống sót, bất quá làm một ít cường giả lao ra cung điện, mới biết Diệp Thần cũng chưa chết. Ngược lại đánh cướp vô số cường giả, dù là tạo hóa cảnh, vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ một mực chờ Diệp Thần, nhưng mà tiếp liền đã mấy ngày, Diệp Thần cũng chưa ra. Bọn họ còn lấy là Diệp Thần đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bây giờ vậy không phải lúc nói chuyện, ở phía sau thị huyết ma quân điên cuồng xông lại. Thị huyết ma quân, thật lâu không gặp. Diệp Thần một thân một mình đối mặt thị huyết ma quân, cả người thần sắc biến đổi, hắn và thị huyết ma quân đã không phải lần thứ nhất giao thủ. Là ngươi cái tiểu tạp chủng. Thị huyết ma quân thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn tức giận ngất trời, nếu không phải bởi vì Diệp Thần mà nói, hắn bây giờ cần gì phải tốn nhiều khổ tâm bắt võ giả. Nói thế nào, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, cần gì phải tức giận như vậy. Diệp Thần khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, trong tay xuất hiện hai chuôi thời không chi binh. Bây giờ hắn duy nhất có thể kềm chế thị huyết ma quân lá bài tẩy chỉ có ngàn binh bạo. Làm thị huyết ma quân thấy Diệp Thần trong tay hai kiện thời không chi binh, khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Ban đầu chính là bởi vì những binh khí này, để cho hắn thực lực hạ xuống, nếu không hắn cũng sẽ không thành là hiện ở cái bộ dáng này. Tiểu tạp chủng, ngươi lấy là bây giờ còn có thể thương tổn tới ta. Thị huyết ma quân thần sắc dữ tợn, mặc dù ngoài miệng như thế nói, lại không có tiến lên một bước. Ở Diệp Thần phía sau Trần Phong và Vương Thiến hai người, cũng sớm đã bị rung động đến. Phải biết, thị huyết ma quân ở hạ đã trở thành tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Nếu như không phải là thị huyết ma quân thực lực cường hãn, bọn họ những người này thì như thế nào tạo thành một cổ thế lực? Cơ duyên ở thị huyết ma quân xuất hiện một khắc kia, cũng sớm đã không tồn tại, trước giữ được mình mạng nhỏ muốn chặt. Dù là tạo hóa cảnh thấy thị huyết ma quân, cũng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, không gặp qua thị huyết ma quân sợ qua ai. Bây giờ Diệp Thần lại có thể trấn nhiếp thị huyết ma quân, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Có thể hay không tổn thương ngươi, ngươi thử một lần liền biết, bất quá ngươi như bị thương, dù là giết chết ta, ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, căn bản không có bất kỳ khiếp đảm, hắn bây giờ, một khi toát ra một chút sợ hãi, thị huyết ma quân tuyệt đối sẽ nhanh chóng ra tay. Thị huyết ma quân không nói gì, ai cũng có thể cảm nhận được. Ở hư không bên trong, cường giả tạo hóa cảnh, chú ý nhất cử nhất động. Một khi thị huyết ma quân người bị thương nặng nói, sợ rằng những thứ này cường giả tạo hóa cảnh liền sẽ không chút do dự ra tay. Diệp Thần cười không nói, thị huyết ma quân tức giận nhìn hắn, cuối cùng lạnh giọng mở miệng nói, trước hết để cho ngươi sống lâu hai ngày, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Thị huyết ma quân nói xong câu này nói sau này, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Dù là bây giờ hắn có thể đánh chết Diệp Thần, vậy phải bỏ ra mình tánh mạng, căn bản không đáng. Hô! Diệp Thần nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nếu như thị huyết ma quân không đi nói, hắn và Trần Phong các người, sợ rằng cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Chúng ta đi! Diệp Thần nhìn một cái Trần Phong bọn họ, xoay người rời đi nơi này. Ở một nơi trong sơn động, Diệp Thần hỏi thăm một chút chuyện gần nhất tình, biết được bởi vì hắn. Trần Phong bọn họ đoạn này thời gian, chạy trốn tứ phía. Những thứ này nợ hắn liền nhớ ở trong lòng, sớm muộn có một ngày sẽ để cho những người này trả lại.
Trước mắt hắn đã phát hiện mình trong cơ thể lực lượng tích lũy đến mức tận cùng, là thời điểm chịu đựng lôi kiếp. Tiêu Diêu thần quân và vậy ông cụ thần bí nói qua, hắn bây giờ hỗn nguyên cảnh cũng không chân thật. Hắn không có trải qua lôi kiếp. Không có trải qua hết thảy. Nếu như vượt qua cái này, hắn mới có thể có chân chính trên ý nghĩa mạnh mẽ. Một khi đạt tới chân chính hỗn nguyên cảnh, hắn thực lực sẽ có chất đột phá, cũng sẽ không giống như bây giờ, nửa bước khó đi. Trần Phong, các ngươi hai người coi giữ cửa hang, người bất kỳ cũng không được đi vào, ta phải ở chỗ này đột phá. Thiếu chủ. Diệp Thần xếp chân ngồi trong sơn động mặt, linh lực trong cơ thể lưu động, lần này đột phá sau này, hắn sẽ có chất đột phá. Ở bên ngoài Trần Phong và Vương Thiến hai người, cảm giác được trong sơn động truyền ra kinh khủng đợt khí lưu động. Ta làm sao cảm giác, chúng ta đột phá hợp đạo cảnh, cũng không có kinh khủng như vậy khí thế. Cổ khí thế này để cho Vương Thiến cảm giác đặc biệt kinh hãi, trong nội tâm của nàng mặt cũng mơ hồ run rẩy. Yêu nghiệt chính là dùng để đánh vỡ lẽ thường. Trần Phong ngược lại là không có cảm giác gì, một cái yêu nghiệt nhất định phải đánh vỡ nhận biết. Diệp Thần trong cơ thể linh lực điên cuồng lưu động, ở hắn trong thân thể truyền tới một tiếng rên, hắn sáu cái thần vương đạo ở sau lưng phát ra ông ông tiếng vang. Oanh! Lúc này bầu trời một tiếng nổ vang, giống như sấm vậy, chấn nhiếp mọi người trong lòng. Mây đen dày đặc, toàn bộ yêu thánh bí cảnh bên trong, toàn bộ đều bị mây đen bao phủ. Ngàn dặm phạm vi toàn bộ đều là lôi kiếp, thiên đạo hơi thở để cho tất cả mọi người đều cảm giác được kiềm chế. Rốt cuộc vị kia đột phá đến tạo hóa cảnh. Lúc này có võ giả mở miệng, cái này cổ hơi thở hoàn toàn và đột phá tạo hóa cảnh kém không nhiều. Thậm chí so tạo hóa cảnh mạnh hơn lần trước tơ. Tất cả mọi người đều cho là cường giả tạo hóa cảnh đột phá, nhưng mà chỉ có Trần Phong và Vương Thiến hai người biết. Cái này căn bản không là tạo hóa cảnh đột phá, mà là một người hỗn nguyên cảnh. Mây đen phía trên phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, kinh khủng lôi kiếp uốn lượn ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu. Thời khắc này Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở, hắn biết mình đột phá lôi kiếp khủng bố, có thể cũng không nghĩ tới đạt tới loại trình độ này. Ở sau lưng hắn sáu cái thần vương nói, truyền ra đau đớn kịch liệt, cái này cổ đau đớn để cho hắn thần vương nói, đang không ngừng lột xác. Vì sao là hỗn nguyên cảnh? Chính là cầm thần vương đạo dung hợp lại, bộc phát ra càng chiến lực cường đại. Mây đen phía trên, phân bố sấm sét lóe lên, diệt thế hơi thở chấn động tất cả mọi người trong lòng. À! Diệp Thần truyền tới một tiếng thống khổ gầm thét, sáu cái thần vương đạo lột xác, để cho hắn thừa nhận đau tê tâm liệt phế đắng. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất, chủ yếu nhất chính là lôi kiếp. Bây giờ lôi kiếp còn không có dáng thế, Diệp Thần phải trải qua lôi kiếp tẩy rửa, chịu đựng ở lôi kiếp lấy được lực lượng cường đại hơn, không chịu nổi hậu quả chính là tan thành mây khói. Võ giả mỗi đi một bước, đều là nghịch thiên mà đi. Oanh oanh oanh, mây đen đè thành thành muốn tồi, một đạo kinh khủng sấm sét ở mây đen bên trong nổi lên. Đâm, lôi kiếp vào giờ khắc này, ầm ầm bây giờ rơi xuống, một đạo sáng chói sấm sét. Để cho cả vùng đều run rẩy. Ở hạ dung nham không ngừng phun ra, lôi kiếp lực lượng, dường như muốn phá hủy cả thế giới. Một đạo lôi kiếp trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Kinh khủng lôi kiếp tựa như chiếm đoạt Diệp Thần. Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng vì sao mình bước vào hỗn nguyên cảnh, sẽ cùng những võ giả khác không giống nhau, không có lôi kiếp chi động. Là lôi kiếp ở tích tụ. Là thiên đạo ở trừng phạt mình. Không cho mình. Ông cụ thần bí nói qua, hắn bây giờ hỗn nguyên cảnh là giả hỗn nguyên cảnh. Chỉ có chịu đựng lôi kiếp sau đó, mới có thể chân tránh lột xác. Dưới mắt, Diệp Thần phải làm chính là chịu đựng. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, trên người hắn áo khoác trực tiếp bị lôi kiếp chấn vỡ, xuyên thấu hắn thân thể. Lôi kiếp không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được muốn nhổ ra máu loáng. Hắn thân thể đều có một cổ hồ mùi vị. Cầm ra 5 kiện hợp đạo thần khí và 1 kiện thời không chi binh, Diệp Thần làm xong hết thảy các thứ này, yên tĩnh chờ đợi đạo thứ 2 lôi kiếp. Một mực để cho lôi kiếp đánh hắn thân thể, căn bản không chịu nổi. Đây là hư không phía trên truyền tới một tiếng long ngâm, một cái lóe lên lôi long từ mây đen bên trong bò ra ngoài. Trần Phong sắc mặt ngưng trọng,
cũng không biết thiếu chủ có thể hay không đột phá. Lôi long giáng thế, dù là bọn họ hợp đạo cảnh đột phá cũng không có gặp phải. Này chỉ có thể thuyết minh một chuyện, Diệp Thần uy hiếp quá mức đáng sợ. Đây chính là đạo thứ hai lôi kiếp, quỷ biết phía sau còn có cái gì. Trần Phong đã không dám lại tiếp tục suy nghĩ một chút đi. Tới đi, ta xem người cái này thiên đạo, có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần càn rỡ cười to, căn bản không có đối mặt lôi kiếp sợ hãi, bước vào võ giả một khắc kia, sống chết chính là một đường bây giờ. Hống! Lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ bị Diệp Thần coi rẻ cho chọc giận, ngay tức thì xuyên phá vân tiêu, xông về Diệp Thần, thể cần thiết cầm Diệp Thần hủy diệt. Oanh! Một tràng nổ, nơi này hang núi cũng sớm đã biến mất, Trần Phong và Vương Thiến hai người cũng sớm đã tránh được xa xa. Gần thêm nữa mà nói, bọn họ chỉ có thể tan thành mây khói. Hợp đạo thần khí và thời không chi binh, ngăn trở lôi long bất quá cũng ở đây trong nháy mắt bể tan tành. Diệp Thần bên trong đôi mắt thoáng qua một tia đau lòng thần sắc, đây chính là thời không chi binh. Bảo vật vô giá. Hiện đang nháy mắt liền cho bể nát, làm sao không để cho Diệp Thần cảm giác đau lòng. Minh, đây là trên bầu trời lẩn quẩn một đầu phượng sấm hoàng, không chỉ có như vậy, một cái lôi long tiếp tục xuất hiện. Long phượng lẫn nhau quấn quanh, yêu thánh bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều có thể thấy một màn này. Đây rốt cuộc là vị kia người nghịch thiên đột phá tiên tôn. Lúc này một người tạo hóa cảnh cường giả mở miệng. Bọn họ thời điểm đột phá vậy chỉ bất quá có lôi kiếp mà thôi, hư không bên trong dị tượng, liền xuất hiện cũng chưa từng có. Oanh, 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 đếm đạo lôi kiếp rơi xuống, Diệp Thần cả người là máu, dù là vết thương chồng chất, cả người ngạo cốt chưa bao giờ khom người, hắn bên trong đôi mắt một món bất khuất thần sắc. Mạng hắn không do trời. Chỉ cần lại ngăn cản cuối cùng một đạo lôi kiếp, hắn liền có thể hoàn toàn đột phá. Chỉ bất quá cuối cùng này một đạo lôi kiếp, đến bây giờ chậm chạp không có rơi xuống. Yêu thánh bí cảnh bên trong đè nén để cho người muốn nghẹt thở, hỗn nguyên cảnh võ giả cũng nằm trên mặt đất, căn bản không đứng nổi, hợp đạo cảnh còn khá hơn một chút, chỉ bất quá vậy đang khổ cực chống đỡ, chỉ có tạo hóa cảnh có thể ngăn cản một hai. Tới đi! Diệp Thần tức giận gầm thét, một cước đạp trên mặt đất, lợi dụng mặt đất chấn lực, nhảy lên trời cao. Lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này thế nào lại là Diệp Thần? Tất cả mọi người trong đầu đều tràn đầy nghi vấn, vốn là cho là một người đứng đầu thần quân đột phá tạo hóa cảnh. Ai biết là Diệp Thần đột phá hỗn nguyên cảnh? Không đúng, Diệp Thần không phải đã hỗn nguyên cảnh sao? Tại sao lôi kiếp sẽ theo sau đến? Đây quả thực là thượng thiên cho bọn họ khai trừ một đùa giỡn. Cái này Diệp Thần thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đột phá hỗn nguyên cảnh sẽ để cho lôi kiếp xuất hiện dị tượng. Diệp Thần không thể lưu. Giờ khắc này, Diệp Thần kẻ địch sát tâm bạo khởi, nếu như cùng hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, đến lúc đó bọn họ những người này, ai còn là hắn đối thủ. Sợ rằng đến lúc đó Diệp Thần một người là có thể tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ. Hống! Mắt thường có thể thấy được tốc độ. Diệp Thần đỉnh đầu xuất hiện một đầu linh hoàng. Linh hoàng sắc bén trong mắt, không sợ hãi chút nào, có chỉ là nồng nặc chiến ý. Thiên đạo thì như thế nào? Thiên đạo không ngăn cản được nó. Không chỉ như vậy, một đầu huyết long cũng là lao ra Diệp Thần thân thể. Huyết long long ngâm từng cơn, căm tức nhìn thương khung. Tựa như nói, muốn động người này, trước từ trên người ta bước qua đi. Thiên đạo tựa hồ cảm giác được Diệp Thần chiến ý, mây đen bên trong truyền tới tức giận gầm thét. Hắn là thiên đạo, hẳn tất cả mọi người đều sợ hãi. CMN, cái này Diệp Thần hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Ha ha, ta xem Diệp Thần căn bản không có thể đột phá, sẽ bị lôi kiếp sống đánh chết. Những người này không nghĩ tới, Diệp Thần lại dám không đem thiên đạo coi ra gì. Thiên tưởng là ai, mảnh thiên địa này nắm giữ. Căn bản tất cả thế lực, cũng hận không được Diệp Thần bị lôi kiếp trực tiếp cho đánh chết. Cùng thời khắc đó, phía dưới, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh cấp tốc chạy như điên tới. Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm nghe được Diệp Thần động tĩnh, kịp thời chạy tới, khi thấy hình ảnh trước mắt, hai người nhìn nhau, âm thầm cầu nguyện, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Nếu như Diệp Thần chú ý,
nhất định có thể thấy, Kỳ Lâm lại đã đạt tới thần vương cảnh. Hơn nữa trên người đột phá hơi thở cực kỳ đậm đà. Loại này đột phá tốc độ, cho dù là hắn đều phải nhìn mà sợ. Ngươi nói Diệp Thần sẽ có chuyện gì không? Kỳ Lâm trong mắt có chút ướt át. Nàng đã hồi lâu không thấy Diệp Thần. Không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, lại là cảnh tượng này. Vô tận lo âu ở trong lòng lan tràn. Lương Tuyết Nguyệt nhìn một cái thương khung, do dự mấy giây, cuối cùng nghiêm túc nói, ở ta nhận biết bên trong, Kỳ Lâm ngươi mặc dù là tiên thiên độc thể, sau này thành tựu, linh võ đại lục không người có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng là Diệp Thần, hắn thành tựu, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Kỳ Lâm gật đầu một cái, được, vậy ta tiếp tục đột phá, nơi đây không hổ là yêu thánh bí cảnh, tại ta mà nói, vô cùng thích hợp. Ta hy vọng sau này có thể bảo vệ tốt Diệp Thần, không phải hắn bảo vệ ta. Còn có, Kỳ Lâm không có tiếp tục nói hết. Trong mắt của nàng có một tia kiên quyết. Còn nữa, Diệp Lạc Nhi tỷ tỷ, ta phải cứu ra nàng. Dựa vào mình, Kỳ Lâm biết Diệp Thần trên người bây giờ áp lực nặng bực nào, mà bắt đi Diệp Lạc Nhi người sau lưng có kinh khủng dường nào. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng không phải cái gì cũng không hiểu. Nàng một mực bảo vệ điều bí mật này, không nói cho Diệp Thần. Nàng không hy vọng Diệp Thần phân tâm. Nàng thật muốn dựa vào mình à. Oanh, oanh. Mây đen bên trong xuất hiện một đạo màu đen nhánh ánh mắt, ở khi xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Cái này, đây là thiên đạo mắt. Giờ khắc này, hù được tất cả mọi người đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thiên đạo mắt là thứ gì? Truyền thuyết đây là thiên đạo ý chí. Chỉ có để cho ngày nay kiêng kỵ một người thời điểm, mới sẽ giáng thế. Ở linh võ đại lục ghi lại bên trong, chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần đột phá hỗn nguyên cảnh thời điểm lại sẽ xuất hiện thiên đạo mắt. Để cho thiên đạo cũng kiêng kỵ người, thề muốn hủy diệt. Thiên đạo mắt vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ mở ra, ở mở ra nháy mắt. Tựa như cả thế giới đều biến thành hư không. Thiên đạo chi ở trong mắt, truyền ra một đạo màu đen nhánh chùm ánh sáng bỗng nhiên rơi xuống. À, vào giờ khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình linh hồn cũng sắp tan biến, hắn thân thể dường như muốn văng tung tóe. Hắn cố nhiên thể xác cường hãn, nhưng là bây giờ cũng đúng vác không được thiên đạo à. Diệp Thần cả người thân thể, dường như muốn ở một giây kế tiếp bỗng nhiên nổ. Ông, vào giờ khắc này, lôi kiếp hơi thở, không ngừng biến mất. Ha ha, Diệp Thần tên tiểu súc sinh này hoàn toàn chết. Diệp Thần rốt cuộc chết, ha ha ha, thống khoái. Mong đợi Diệp Thần chết người, cũng phát ra thoải mái nụ cười, Diệp Thần giống như là một cây gai như nhau, đâm vào trong lòng bọn họ, bây giờ cái này cây gai rốt cuộc tiêu trừ. Trần Phong và Vương Thiến hai người, nhìn hư không? Nội tâm không biết nên như thế nào biểu đạt. Một đời nghịch thiên thiên kiêu, lại bỏ mạng ở lôi kiếp dưới. Điều này sao có thể? Các ngươi mau xem, đó là cái gì? Lúc này một người võ giả mở miệng, tất cả mọi người đều thấy, hư không bên trong một đạo nhu hòa năng lượng, xông vào đến Diệp Thần trong thân thể. Tại mới vừa một khắc kia, Diệp Thần thân xác sắp tan vỡ, nhưng mà một giây kế tiếp, mắt thường có thể thấy được tốc độ. Diệp Thần quanh thân quanh quẩn một đạo quang. Cực kỳ quỷ dị quang. Không chỉ có như vậy, hắn thực lực từ hỗn nguyên nhất tầng thiên, trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên tài dừng lại. Thiên đạo có thiên đạo quy tắc, nếu là có người có thể kháng cự lôi kiếp, là có thể lấy được thật tốt chỗ. Cái này cổ nhu hòa năng lượng kéo dài 2 giờ mới dừng lại, Diệp Thần cầm chặt quả đấm chỉ cảm thấy cả người tản ra kinh khủng lực lượng. Cho dù là hắn, bây giờ có được thực lực rất mạnh cũng không biết. Sợ rằng hợp đạo cảnh nhất tầng thiên, Diệp Thần bây giờ một đấm liền có thể trong nháy mắt giết. Tuyết Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng biết, Diệp Thần nhất định không có việc gì. Lúc này, Kỳ Lâm trong mắt nước mắt biến mất không gặp, thay vào đó là một mặt kích động. Diệp Thần cái này một đường sáng tạo kỳ tích người đàn ông, làm sao sẽ chết ở lôi kiếp bên trong. Lương Tuyết Nguyệt khẽ mỉm cười. Xoay người hướng chỗ sâu đi, Kỳ Lâm, chúng ta cũng nên đi, dẫu sao chúng ta trên mình còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn.
nàng cũng không có đi gặp Diệp Thần dự định. Diệp Thần thể chất cũng không là tiên thiên độc thể, cũng không phải hậu thiên độc thể, mà hai người bọn họ muốn đi địa phương, trừ cái này hai loại thể chất, căn bản không có thể vào bên trong. Được. Kỷ Lâm gật đầu một cái, cuối cùng nhìn một cái Diệp Thần, vậy tại chỗ biến mất. Mà Tây vực thế lực từng cái trong lòng tung lên vạn trượng kinh hãi, Diệp Thần lại không có chết. Diệp Thần trước đây cảnh giới cũng đã có thể đối kháng hợp đạo cảnh sơ kỳ, bây giờ muốn đánh chết hắn, sợ rằng không có hợp đạo cảnh tầng 7 thiên trên thực lực căn bản không được. Nếu như lại chờ đợi một đoạn thời gian, sợ rằng đứng đầu thần quân cũng cầm Diệp Thần không có cách nào, trừ phi cường giả tạo hóa cảnh ra tay. Diệp Thần một đường đột phá tốc độ chân thực quá nhanh, đối với bọn họ mà nói, quá mức uy hiếp. Tây vực thế lực bên trong, không có một cái không muốn để cho Diệp Thần chết, bọn họ bây giờ hơn nhiều ít thiếu cũng có một ít ân oán. Thiếu chủ, ta cũng biết ngươi không có sao. Lúc này Trần Phong và Vương Thiến hai người, đi tới Diệp Thần trước mặt. Nội tâm kích động, căn bản không có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ cần Diệp Thần càng cường đại, bọn họ địa vị liền nước lên thuyền lên. Dẫu sao bọn họ nhưng mà cái đầu tiên đầu dựa vào Diệp Thần, bọn họ thì tương đương với cụ già, sau này Diệp Thần thành lập thế lực, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Ừ, nói cho tất cả tán tu, nói cho bọn họ, ta Diệp Thần muốn thành lập thế lực, liền kêu Diệt Tông. Diệt Tông đại biểu Diệp Thần sát ý, vậy đại biểu hắn quyết tâm, ban đầu lấn áp hắn thế lực, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ở yêu thánh trong bí cảnh, tán tu là yếu nhất đoàn thể. Không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Mà Diệp Thần hôm nay thì phải để cho tán tu trở thành linh võ đại lục để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Diệp Thần cái này cổ sát ý thẳng xông lên trời cao, để cho Trần Phong và Vương Thiến hai người nhẹ biến đổi. Thiếu chủ, chuyện này chúng ta lập tức đi làm. Mặc dù trước mắt chỉ có hai thế lực lớn, bất quá còn có một chút thế lực nhỏ, dựa vào Diệp Thần trước mắt hiện ra thiên phú, tuyệt đối sẽ có không thiếu tán tu đầu dựa vào. Dẫu sao Diệp Thần chỉ cần không chết hiểu, tương lai linh võ đại lục, hắn tuyệt đối chiếm cứ bá chủ một phương. Dù là Trần Phong và Vương Thiến hai người vậy không nghĩ tới, ban đầu đầu dựa vào Diệp Thần, cuối cùng có thể ở linh võ đại lục trở thành một khối cường giả, vô số người kính ngưỡng. Dĩ nhiên những chuyện này, đều là nói sau. Diệp Thần điều này tin tức phát sau khi đi ra ngoài, hạ tất cả thế lực toàn bộ khiếp sợ. Bây giờ Diệp Thần lại muốn thành lập thế lực. Tây vực các thế lực lớn, sắc mặt trở nên khó coi, trước kia Diệp Thần lợi hại hơn nữa, vậy chỉ bất quá một người mà thôi. Bây giờ Diệp Thần thành lập thế lực, há chẳng phải là ở nói cho bọn họ, tương lai tuyệt đối sẽ diệt bọn hắn tông môn hoặc là gia tộc. Ở Diệp Thần tin tức truyền ra một khắc kia, Tây vực thế lực vậy giống vậy tin tức truyền ra. Nếu như ai gia nhập Diệp Thần tông môn, tương lai và bọn họ chính là không chết không thôi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chém chết. Tin tức này vừa ra tới, vốn là muốn gia nhập Diệp Thần thế lực tán tu, có chút không dám lộn xộn. Dĩ nhiên cũng có một ít không sợ chết hoặc là và một ít tông môn từng xích mích tán tu, căn bản không quan tâm. Bọn họ vốn chính là tán tu, người cô đơn, vậy không sợ Tây vực thế lực trả thù. Những chuyện này, Diệp Thần căn bản không biết, đoạn này thời gian hắn tìm được một nơi hang núi, một mực đang bế quan vững chắc cảnh giới. Còn như thu người sự việc, tự nhiên giao cho Trần Phong và Vương Thiến hai người đi làm. Một ngày này, Diệp Thần từ bế quan địa phương đi ra, thấy Trần Phong và Vương Thiến hai người phía sau, đứng 200 người. Diệp Thần dùng thần niệm đảo qua, là có thể nhìn ra 200 người cảnh giới, đại đa số đều là hỗn nguyên cảnh tầng 7 trời, còn có 3 tên hợp đạo cảnh tầng 2 thiên cường giả. Thiếu chủ, đoạn này thời gian chỉ lấy đến 200 người. Tây vực thế lực thả ra lời độc ác, nếu ai gia nhập Diệt Tông, liền không chết không thôi. Trần Phong đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, trong con ngươi mặt lóe ra một tia lạnh lùng thần sắc. Những thế lực này rất tốt, không chết không thôi. Không có sao, chuyện này không trách ngươi. Diệp Thần biết Trần Phong và Vương Thiến hai người, có thể nhận được 200 người, đã coi như là không dễ dàng. Diệp Thần đứng ở phía trước, nhìn những người này trực tiếp mở miệng nói, nếu các ngươi gia nhập Diệt Tông, liền phải tuân thủ Diệt Tông quy tắc, chúng ta Diệt Tông không lấn áp nhỏ yếu,
nhưng là có người dám khi dễ các ngươi, một cái không đánh lại liền hai cái, hai người đánh bất quá liền ba cái, lại đánh không lại, toàn tông đánh ra, là các ngươi trả thù. Diệp Thần thanh âm cũng không tính lớn, bất quá cho dù ai cũng có thể nghe được. Đây chính là Diệp Thần ý chí, cũng là giết tông ý chí. Bọn họ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng là nếu có người dám trêu chọc giết tông người, bất kể là ai, cử tông đánh ra, chỉ là trả thù. Tất cả hỗn nguyên cảnh võ giả, có thể nhận hỗn nguyên tiên khí, hợp đạo cảnh võ giả có thể nhận hợp đạo thần khí. Lúc này Diệp Thần vừa mở miệng, tất cả mọi người trong nội tâm cũng chấn động một cái, bọn họ vốn chính là tán tu, cả người trên dưới nghèo phải chết. Bọn họ những thứ này hỗn nguyên cảnh võ giả, căn bản còn dùng trước thần vương khí, hợp đạo cảnh võ giả dùng hỗn nguyên tiên khí, căn bản không phát huy ra thực lực lớn nhất. Bọn họ vừa nghe đến có thể có được hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, làm sao không để cho bọn họ kích động. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần, có thể ở bọn họ mới vừa gia nhập thời điểm, liền cho như thế nhiều bảo vật. Diệp Thần đối mặt địch nhân, cho tới bây giờ đều là lãnh huyết vô tình, đối mặt người mình, vậy căn bản không sẽ keo kiệt. Nếu những thế lực này và chúng ta không chết không thôi, mọi người nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai cũng nên để cho những thế lực kia xem, tán tu xây dựng giết tông kết quả có kinh khủng dường nào. Diệp Thần sau khi nói xong, lại nói đôi câu, sau xoay người rời đi vào trong sơn động. Trước mắt giết tông chỉ bất quá mới vừa tạo thành, rất nhiều chuyện đều cần an bài. Nếu như Diệp Thần một người mà nói, hắn tài nguyên tự nhiên đủ, nhưng mà thành lập một thế lực, quá mức như muối bỏ biển. Thành lập thế lực, không chỉ có bởi vì linh hoàng nhất tộc, còn có Côn Lôn Hư mọi người. Nếu như Côn Lôn Hư người, đi tới linh tộc đại lục sau này, còn có một cái đi địa phương. Chỉnh đốn một ngày sau, Diệp Thần hỏi thăm một chút hai người hợp đạo cảnh tên chữ, an bài trở thành ngoại môn trưởng lão, còn như Trần Phong và Vương Thiến hai người, an bài đến nội môn trưởng lão. Mặc dù Trần Phong và Vương Thiến hai người thực lực còn chưa đủ, nhưng là trước nhất đi theo hắn. Chủ yếu nhất trước mắt Diệp Thần có tài nguyên, có thể làm cho Trần Phong hai người, nhanh chóng được đột phá. Diệp Thần an bài xong hết thảy sau đó, ở hạ đột nhiên xuất hiện 200 người đội ngũ, ào ào. Thiếu chủ, phía trước phát hiện hung ma cung thế lực, dẫn đầu là hai người hợp đạo cảnh tầng 4 thiên. Lúc này, Vàng Bộ Thiên mở miệng nói. Vàng Bộ Thiên là 200 người bên trong, một người hợp đạo cảnh cường giả. Xem ra hung ma cung là muốn đến bóp chết uy hiếp, đã như vậy. Chúng ta sẽ đưa cho hắn một phần lễ ra mắt. Diệp Thần lạnh nhạt khạc ra một câu nói này, đối với hung ma cung hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Hai người hợp đạo cảnh tầng 4 thiên thực lực, Diệp Thần một người còn có thể đối phó. Vàng Bộ Thiên sắc mặt nhẹ biến đổi, bất quá cũng không có nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Diệp Thần tự nhiên thấy Vàng Bộ Thiên khác thường, bọn họ đầu dựa vào Diệp Thần, xem trọng là Diệp Thần thiên tư. Bây giờ hắn chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh ba tầng trời, Vàng Bộ Thiên không biết Diệp Thần có thể hay không đối phó. Hết thảy các thứ này hắn cũng không có nói nhiều, có lúc liền cần dùng thực lực tới chứng minh. Diệt Tông trực tiếp chạy hung ma cung chỗ kia thế lực nhỏ, không tới nửa giờ trực tiếp gặp. Diệp Thần, người muốn làm gì? Lúc này, hai người hợp đạo cảnh tầng 4 thiên cường giả mở miệng, cảnh giác nhìn Diệp Thần. Đừng xem Diệp Thần chỉ là hỗn nguyên cảnh ba tầng trời, nhưng là cây bản không có một người dám xem nhẹ. Bọn họ sát ý trong lòng cực kỳ đậm đà. Nhưng là, bọn họ không dám động tay. Chỉ có trong bí cảnh hung ma cung toàn bộ hội họp, mới có thể có sức đánh một trận. Làm gì, các ngươi hung ma cung không ngại đoán một chút xem. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Chỉ gặp hắn quỷ mị giống vậy bóng người. Trực tiếp xông về hai người hợp đạo cảnh. Diệt tông người vừa thấy, Diệp Thần đều đã xông tới, bọn họ vậy không do dự nữa, điên cuồng đi giết. Trong nháy mắt thanh âm chém giết không ngừng, vốn là tán tu thực lực, đối mặt những thế lực này cũng hơi yếu một nước. Không phải bọn họ thực lực không đủ, chủ yếu bọn họ không có quá nhiều tài nguyên, bất quá bởi vì Diệp Thần duyên cớ, những thứ này chênh lệch có thể không đáng kể. Diệp Thần cầm chặt hợp đạo thần khí, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi, ở chém ra đi nháy mắt bây giờ, đi tới ngoài ra một người hợp đạo cảnh trước mặt, một đấm oanh đánh ra. Phịch, phịch,
không chịu nổi một kích. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, hắn đột phá sau này, hợp đạo cảnh tầng 4 thiên ở trước mặt hắn, căn bản không đủ tư cách. Một kiếm hạ xuống trực tiếp chém hết hợp đạo cảnh tầng 4 thiên đầu lâu, trong nháy mắt giết. Diệp Thần đấm một cái vào ngoài ra một người hợp đạo thần quân trước mặt, một cổ to lớn lực lượng, trực tiếp đánh nát tim hắn. Hai người giao thủ, căn bản không đến 10 hơi thở thời gian. Hung ma cung bên này vừa thấy, dẫn đầu cũng đã làm cho Diệp Thần đánh chết, nhất thời tinh thần hoàn toàn không có. Không tới nửa giờ, bên này trực tiếp giải quyết chiến đấu. Lấy đi bọn họ trên mình tất cả đồ đáng tiền, tiếp tục tìm. Lúc này, Diệp Thần trực tiếp mở miệng, lấy đi hai người hợp đạo thần quân đồ, còn như hỗn nguyên cảnh những cái kia bảo vật, hắn một cái không cầm. Giờ phút này Vàng Bộ Thiên nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng nhẹ biến đổi, chiến đấu mới vừa rồi hắn vốn là muốn tiếp viện Diệp Thần. Ai biết hắn còn chưa qua, Diệp Thần bên này cũng sớm đã giải quyết hết chiến đấu. Cường giả vĩnh viễn đều bị người yếu kính sợ, đây là vĩnh hằng đạo lý không thay đổi. Một tiếng sau đó, Hung Ma Cung hai người cường giả tạo hóa cảnh nghe được giết tông chuyện, khí được ngực phập phồng. Bọn họ Hung Ma Cung tổn thất thảm trọng, đây hết thảy đầu sỏ đều là giết tông. Cái này giết tông, một đoạn thời gian gần đây càng ngày càng ngông cuồng, thậm chí có một ít tán tu, đều ở đây đầu dựa vào giết tông, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt giết tông. Bọn họ đoạn này thời gian, cũng không phải chưa từng nghĩ chặn đánh giết tông người, nhưng mà giết tông tốc độ chân thực quá nhanh. Bọn họ đã qua cũng sớm đã kết thúc. Ta đề nghị, liên hiệp thế lực khác, cùng nhau tiêu diệt giết tông, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục ngông cuồng đi xuống. Được, chuyện này giao cho Hồng trưởng lão, người đi liên lạc thế lực khác, đồng loạt ra tay tiêu diệt tông. Hết thảy các thứ này, Diệp Thần căn bản không biết, bất quá hắn sớm cũng đã nghĩ đến qua. Ở mấy chỗ trong sơn động, Diệp Thần đứng ở chỗ cao, phía dưới võ giả. Trên mặt cũng đeo đầy nụ cười. Gần đây đoạn này thời gian, bọn họ có thể coi như là thoải mái nhất, những thứ này tán tu không có thế lực, bình thường gặp được các thế lực lớn đều là đi vòng. Nơi nào có thể giống như bây giờ hãnh diện? Thiếu chủ, chúng ta tiếp theo làm gì nữa? Lúc này, ở phía dưới Vàng Bộ Trời, bên trong đôi mắt một tia thị huyết thần sắc. Tiếp theo một đoạn thời gian, chúng ta trước tu luyện, không nóng nảy. Lúc này, Diệp Thần ở phía trên mở miệng, một đoạn thời gian gần đây, hắn tâm thần không yên, luôn cảm giác muốn có đại sự gì muốn phát sinh. Mọi người nghe gặp Diệp Thần mà nói, thần sắc hơi có chút ảm đạm, bất quá cũng không có ai dám phản bác. Gần đây đoạn này thời gian, Diệp Thần thực lực, tất cả mọi người đều quá rõ ràng. Nếu không phải bởi vì có Diệp Thần ở đây, bọn họ thực lực lớn lên tốc độ căn bản không có nhanh như vậy. Tất cả mọi người đối với Diệp Thần, trong nội tâm đều có một tia cảm kích, thường ngày bọn họ ở các thế lực lớn trước mặt, căn bản không có tôn nghiêm. Thậm chí một ít thần vương cảnh cũng có thể dày bọn họ hỗn nguyên cảnh, không có biện pháp người ta có bối cảnh. Bọn họ sát thần vương cảnh không có vấn đề, nhưng là hậu quả không phải bọn họ có thể gánh nổi. Ngược lại, mấy ngày nay gia nhập giết tông, vô cùng thống khoái, căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Diệp Thần nói hai câu, liền rời đi, để cho mỗi người bọn họ tu luyện. Trước mắt giết tông đã có chút quy mô, bất quá vẫn là quá nhỏ yếu, dẫu sao căn bản không có cường giả đứng đầu, một khi đối mặt tạo hóa cảnh, căn bản không có ngăn cản lực lượng. Liên tiếp đã qua 3 ngày, lúc này tất cả mặt đất đều đang đung đưa, vốn là khắp nơi địa phương, lại đang không ngừng dung hợp. Thiếu chủ, người mau xem, ở ngay chính giữa vị trí, xuất hiện một tòa cung điện. Lúc này Vàng Bộ ngày qua đến Diệp Thần trước mặt, 4 đại bản khối hoàn toàn dung hợp. Ở 4 đại bản khối trung ương, xuất hiện một tòa hùng vĩ cung điện. Diệp Thần nhìn phương xa, cau mày, tòa cung điện kia bên trong chắc là yêu thánh chân chính truyền thừa chỗ. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nói qua, khắp nơi địa phương phân biệt lưu lại yêu thánh khắp nơi truyền thừa. Diệp Thần lấy được huyết ma kiếm, còn như còn lại 3 chỗ lấy được truyền thừa người, hắn một mực không biết. Tất cả hỗn nguyên cảnh võ giả, ở lại chỗ này, hợp đạo cảnh cường giả, nguyện ý đi có thể cùng ta cùng đi. Lần này chân chính truyền thừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sẽ hoàn toàn điên cuồng lên. Hỗn nguyên cảnh võ giả một khi đi qua, chỉ có làm con chốt thí phần, cùng
cũng chỉ có hợp đạo cảnh mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Thiếu chủ, chúng ta vợ chồng muốn cùng đi. Lúc này Trần Phong và Vương Thiến hai người mở miệng, gần đây Diệt Tông phát triển càng ngày càng lớn, bọn họ hai người thực lực đã hơi chưa đủ. Muốn một mực đi theo Diệp Thần mà nói, phải có đầy đủ thực lực. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cuối cùng chỉ có Trần Phong vợ chồng và Vàng Bộ Thiên ba người cùng đi. Còn như Diệt Tông hết thảy sự việc, đều giao cho mấy tên khác hợp đạo cảnh. Cung tiễn thiếu chủ, chúc thiếu chủ kỳ khai đắc thắng, lấy được yêu thánh cao nhất truyền thừa. Lúc này, một đám đệ tử nửa quỳ ở Diệp Thần trước mặt, cùng kêu lên mở miệng. Trước mắt Diệt Tông đã xuất hiện một tia quy mô, Diệp Thần chính là bọn họ người tâm phúc. Chỉ cần Diệp Thần ở đây, Diệt Tông liền vĩnh viễn cũng sẽ tồn tại. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có kiểu cách, mang Trần Phong ba người, xoay người rời đi. Dọc theo đường đi Diệp Thần ba người cũng không có dừng lại, bởi vì khắp nơi địa phương dung hợp, bọn họ ba người, đi tới Xuân. Chỗ này so hạ đất hoàn cảnh tốt gấp trăm lần, chung quanh đều là khu rừng rậm rạp, chim hót hoa thơm, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Mà ở chỗ sâu, một lớn một nhỏ hai đạo thanh âm, nhưng là chật vật không chịu nổi. Chính là Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ bị cường giả âm thầm ra tay. Thật là hèn hạ đến mức tận cùng. Vây công bọn hắn bất ngờ là Bách Lý gia tộc thế lực. Một người đứng đầu thần quân còn có hai người hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả. Hai tiểu mỹ nhân, không bằng giao ra các người bảo vật trong tay. Nếu không, chúng ta cũng không thương hương tiếc ngọc. Trong đó hai người hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả, mặt đầy cười đều, nhìn chằm chằm Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm, toát ra một tia thần sắc tham lam. Muốn bảo vật của chúng ta, cũng phải xem các người có hay không mệnh tới bắt. Lúc này, Lương Tuyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì có đứng đầu thần quân, nàng và Kỳ Lâm vậy chưa đến nỗi thê thảm như vậy. Chết đến ập lên đầu còn dám mạnh miệng, các ngươi hai cái trực tiếp chém chết các nàng, chúng ta còn phải nhanh một chút đi yêu thánh chân chính truyền thừa sở tại. Lúc này, tên kia đứng đầu thần quân trực tiếp mở miệng. Hắn cũng không có dư thừa thời gian, lãng phí ở nơi này. Đại nhân. Hai người nhẹ khẽ gật đầu. Trong nháy mắt đồng loạt ra tay, muốn tiêu diệt Lương Tuyết Nguyệt hai người. Hai người các nàng vốn là đã vết thương chồng chất, người bị thương nặng, giờ phút này hai người hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả, đồng loạt ra tay, các nàng căn bản không phải đối thủ. Lúc này một người hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Lương Tuyết Nguyệt bụng. Vô tận đợt khí phun trào. Lương Tuyết Nguyệt một búng máu phun ra ngoài, cả người sắc mặt ngay tức thì đổi được sát trắng. Tuyết Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Lúc này Kỳ Lâm vội vàng chạy đến Lương Tuyết Nguyệt trước mặt, trên mặt mang nước mắt. Ta bây giờ không có chuyện gì, tiếp theo sợ rằng không thể bảo vệ ngươi. Ngươi độc thể chưa có hoàn toàn tỉnh lại, muốn đối kháng bọn họ rất khó, ngươi bây giờ đi mau. Ta nghĩ biện pháp kéo bọn họ. Đi tìm Diệp Thần. Lương Tuyết Nguyệt toát ra một tia thê thảm nụ cười, nàng bây giờ đối mặt hai người hợp đạo cảnh cường giả. Căn bản không có bất kỳ sức chống cự, huống chi bên cạnh còn đứng một người đứng đầu thần quân. Tuyết Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định không có việc gì, chịu đựng. Kỳ Lâm hận mình thực lực chưa đủ, mặc dù nàng đột phá đến thần vương cảnh, nhưng là cả người thực lực ở yêu thánh bí cảnh bên trong, căn bản cũng không đủ xem. Nếu như nàng có cường giả tạo hóa cảnh thực lực, há sẽ sợ hợp đạo cảnh. Phụ nữ thúi, tự tìm cái chết. Lúc này, một người hợp đạo cảnh cường giả trực tiếp nhảy lên, cầm hợp đạo thần khí một kiếm muốn trong nháy mắt giết Lương Tuyết Nguyệt. Vô tận kiếm quang muốn phải chiếm đoạt hết thảy. Kỳ Lâm trong mắt do dự, nhớ ra cái gì đó, vội vàng chắn Lương Tuyết Nguyệt trước người. Lại là bước ra một giọt máu tươi. Ngón tay bắt pháp quyết. Vừa định vận dụng vậy cần bỏ ra vô số giá cao thuật pháp. Lương Tuyết Nguyệt trong mắt trợn to, Kỳ Lâm, ngươi làm gì? Ngươi nếu như vận dụng cái này thuật pháp, ngươi tiên thiên độc thể liền hoàn toàn phá hủy. Mau dừng lại. Nhưng mà, giờ phút này, Kỳ Lâm trong con ngươi tràn đầy kiên quyết. Ngay tại kiếm ý phải chiếm đoạt hết thảy thời điểm. Một đạo kinh thiên tiếng vang khắp phân tiêu. Ngươi dám giết nàng, ta tất diệt ngươi trăm dặm nhất tộc. Trong lời này, truyền ra sát ý điên cuồng.
Làm Kỷ Lâm nghe gặp thanh âm, cả người trên gương mặt toát ra kinh ngạc vui mừng nụ cười. Thằng nhóc kia, rốt cuộc đã tới. Giờ phút này một đạo kiếm quang sáng chói ầm ầm tới, cái này một đạo kiếm quang hàm chứa kinh khủng sát ý. Một kiếm chém Phương Hoa. Vào giờ khắc này, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ở hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả trước mặt. Oanh! Cái này một kiếm hạ xuống, hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả, phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể ở giữa không trung bên trong, bỗng nhiên bây giờ nổ. Máu loãng tung rơi trên mặt đất, nhỏ xuống ở Lương Tuyết Nguyệt trên gương mặt Một kiếm trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh tầng 5 thiên. Diệp Thần! Lúc này Kỷ Lâm cũng không nhịn được nữa, khóe mắt bên trong nước mắt chảy đi ra, thấy Diệp Thần bóng người càng ngày càng gần, trực tiếp nhào qua. Diệp Thần ôm lấy Kỷ Lâm, trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Yên tâm, ta ở chỗ này, không người có thể khi dễ ngươi. Diệp Thần vậy không nghĩ tới, ở xuân sẽ gặp phải Lương Tuyết Nguyệt và Kỷ Lâm bọn họ. Như thế nào, có thể đứng lên chứ? Lúc này Diệp Thần đi tới Lương Tuyết Nguyệt trước mặt, cho nàng một viên chữa thương đan dược. Ta không thành vấn đề, bất quá người muốn lại không tới, chúng ta chỉ sợ cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Lúc này Lương Tuyết Nguyệt khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Thần, nếu người tới, vậy mấy người các ngươi thì cùng chết ở chỗ này đi. Lúc này, Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân trực tiếp mở miệng. Ban đầu Diệp Thần độ kiếp thời điểm, toàn bộ yêu thánh bí cảnh bên trong đều biết. Tất cả tạo hóa cảnh cường giả đều đã hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần Diệp Thần xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải cầm Diệp Thần chém giết. Ngươi xứng sao? Diệp Thần cầm Kỷ Lâm thả trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đứng đầu thần quân, Diệp Thần mặc dù và hắn chênh lệch to lớn, bất quá cũng sẽ không giống trước kia như nhau, để không đỡ nổi. Các ngươi ba cái, đối phó hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả. Là thiếu chủ. Lúc này, Trần Phong ba người cùng kêu lên mở miệng. Bọn họ ba người thực lực, mặc dù không có thể giết chết hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả, nhưng là cũng có thể ngăn trở ở. Đến lúc đó chỉ cần Diệp Thần giải quyết chiến đấu, hết thảy cũng sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Đối với Diệp Thần thực lực, bọn họ căn bản không có lo âu, ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần chính là thần giống vậy tồn tại. Diệp Thần, một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng trời. Muốn cùng ta động thủ, cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân cười lạnh một tiếng, mặc dù biết Diệp Thần thực lực cường hãn, có thể vượt cấp tác chiến, bất quá hắn không tin, một cái Diệp Thần chẳng lẽ là hắn đối thủ. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Thần trong tay nắm kiếm, nâng lên cánh tay, vào giờ khắc này bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Một kiếm trực tiếp bộc phát ra tia sáng chói mắt. Vào giờ khắc này ầm ầm bây giờ rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần không do dự, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Hàn Băng kiếm quyết. Diệp Thần trong cơ thể Hàn Băng quy luật, ở hắn bên người không ngừng lưu động, cây cối chung quanh trực tiếp bị đóng băng. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ý không ngừng bộc phát ra kinh khủng hơi thở, Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân, sắc mặt nhẹ biến đổi. Cái này cổ hơi thở căn bản không phải hỗn nguyên cảnh có thể phát huy ra được. Diệp Thần quả nhiên đủ yêu nghiệt, lưu không được. Giờ khắc này đứng đầu thần quân cả thân sát ý bùng nổ, trong tay nắm một chuôi trường thương. Mượn mặt đất lực lượng, vào giờ khắc này trực tiếp nhảy lên, nâng lên cánh tay, một nhát thương đâm hướng Diệp Thần trong lòng. Đứng đầu thần quân không muốn lãng phí thời gian, căn bản không sẽ cho Diệp Thần thở dốc thời gian. Oanh! Diệp Thần vào lúc này, một kiếm ầm ầm bây giờ chém ra đi. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng nổ vang. Cây cối chung quanh chia năm xẻ bảy, kinh khủng đợt khí, ở chung quanh lưu động. Lúc này, đỉnh thần quân đột nhiên trực tiếp xông lại. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa, nâng lên một cánh tay, bắt đứng đầu thần quân trường thương. Kinh khủng lực đạo, để cho Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu loãng. Diệp Thần một kiếm trực tiếp chém ra đi, ở chém tới trong nháy mắt, đứng đầu thần quân thụt lùi hai bước. Diệp Thần thủ đoạn quá nhiều, cho dù là hắn mà nói, vậy phải cẩn thận đối phó, nếu không, không cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi thực lực rất mạnh, đáng tiếc ngươi đối mặt là đứng đầu thần quân, ta nhưng mà hợp đạo đỉnh cấp,
lại là nửa bước tạo hóa tồn tại. Bách Lý gia tộc cường giả, lúc này trực tiếp mở miệng, mới vừa giao thủ trong nháy mắt, hắn đã sở thấu, Diệp Thần thực lực đã không thua gì hợp đạo cảnh hậu kỳ, đáng tiếc và đứng đầu thần quân so với, vẫn là có chút chênh lệch. Có thể hay không giết ngươi, ta định đoạt. Lúc này, Diệp Thần lạnh giọng mở miệng, thu hồi hợp đạo thần khí, cầm ra máu ma kiếm. Bây giờ Diệp Thần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, chung quanh đánh nhau, nhất định sẽ đưa tới võ giả khác. Đến lúc đó Diệp Thần tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Còn nữa, ở vừa mới nhìn thấy Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt có nguy hiểm nháy mắt, Diệp Thần sát ý trong lòng ngút trời. Huyết ma kiếm thật giống như cảm nhận được Diệp Thần sát ý, ở luân hồi mộ địa không ngừng lay động. Huyết ma kiếm, cần ẩm huyết. Làm Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân, thấy Diệp Thần máu trên tay ma kiếm, cả người mặt liền biến sắc. Huyết ma kiếm, lại đang tay ngươi lên, xem ra ngươi lấy được hạ đất truyền thừa. Người thừa kế sự việc, ở yêu thánh bí cảnh bên trong, đã sớm biết được. Lời đồn đãi chỉ có người thừa kế, cuối cùng một người mới có thể đủ lấy được yêu thánh chân chính truyền thừa. Ở ta trên tay thì như thế nào? Diệp Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, làm hắn cầm chặt huyết ma kiếm trong nháy mắt, một cổ ma niệm không ngừng xâm lược hắn đầu óc. Ở trong đầu, bị một cổ sát ý tràn đầy. Giờ phút này Diệp Thần ánh mắt hơi đỏ tươi, hết thảy các thứ này còn đều là hắn khắc chế nguyên nhân. Nếu không Diệp Thần bây giờ cũng sớm đã bị lạc tự mình, biến thành một cái chỉ biết là giết hại ma đầu. Giết, giết, giết. Hắn trong đầu có một cái thanh âm, ở nói cho Diệp Thần, muốn không ngừng giết hại. Hô! Diệp Thần khí thế, vào giờ khắc này điên cuồng tăng lên. Vô tận ma khí vần quanh Diệp Thần thân thể. Diệp Thần ấn đường lại là lóe lên u lam quang. Tựa như đang hấp thu huyết ma kiếm bên trong lực lượng. Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân, sắc mặt đại biến, cái này cổ hơi thở đã sắp đến gần bọn họ, không chỉ có như vậy, bây giờ Diệp Thần hơi thở tựa như biến thành một người khác. Thương khung tựa như đều là màu đỏ. Một vòng máu đỏ tươi tháng từ từ hiện lên. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhập ma? Chém! Diệp Thần cả người tức giận gầm thét, tay cầm huyết ma kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Ở hắn một kiếm chém ra đi nháy mắt bây giờ, sát ý tràn đầy chung quanh. Những thứ này sát ý, mơ hồ đâm hết sức nhọn thần quân thân thể. Một kiếm này, dường như muốn chém vạn dặm, phải đem cái này vạn dặm cũng hóa thành hư không. Trên mặt đất, xuất hiện vết rách chằng chịt, tựa như núi lở đất mòn, ngày tận thế vậy. Ở kiếm quang đi tới đứng đầu thần quân bên người trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy sát ý ngập trời, tràn đầy đầu óc. Huyết ma kiếm lực lượng tựa như cắn nuốt hắn. Giờ khắc này, chính là giết hại. Chính là ma. Oanh! Một kiếm hạ xuống, đứng đầu thần quân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, một búng máu vào giờ khắc này phún ra ngoài. Ta từ cửu u ra đời. Ta từ suối vàng ẩm huyết. Sát đạo, là đệ nhất thiên hạ đại đạo. Huyết ma kiếm tựa như phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Lại tựa như đến từ Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần bị ma khí bọc, trong mắt lạnh như băng đến mức tận cùng, chẳng ngó ngàng gì tới, như tia chớp tốc độ, đi thẳng tới đứng đầu thần quân trước mặt. Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân, sắc mặt nhẹ biến đổi, xoay người liền rời đi. Bây giờ Diệp Thần hình dáng, quá mức quỷ dị, hắn cũng không dám nói có 100% chắc chắn đánh chết Diệp Thần. Vốn là Bách Lý gia tộc bên này, một người khổ khổ chống đỡ hợp đạo cảnh tầng 5 trời. Vừa thấy đứng đầu thần quân cũng chạy, cả người sắc mặt bị sợ đại biến. Bây giờ đứng đầu thần quân cũng để cho Diệp Thần cho đuổi chạy, hắn một cái hợp đạo cảnh tầng 5 trời, như thế nào có thể sống được. Mới vừa rồi Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh tầng 5 thiên sự việc, hắn nhưng mà còn rành rành trong mắt. Người này giao cho ta. Lúc này Diệp Thần lạnh lùng mở miệng, bên trong đôi mắt căn bản không có bất kỳ thần thái. Vàng Bộ Thiên Hòa Trần Phong ba người, thấy Diệp Thần hình dáng, sắc mặt nhẹ biến đổi, xoay người lui về phía sau. Bây giờ Diệp Thần trạng thái rất rõ ràng có vấn đề. Lúc này, bọn họ cũng không dám đụng chạm Diệp Thần rủi ro. Đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta. Tên này hợp đạo cảnh tầng 5 thiên cường giả, ngay cả mặt mũi đối với Diệp Thần dũng khí cũng không có.
bây giờ Diệp Thần hình dáng, hoàn toàn chính là một cái ma quỷ, hù được hắn căn bản không dám ra tay. Giờ phút này hắn chỉ muốn giữ được tánh mạng. Người động không nên động người, chết. Diệp Thần tựa như không có nghe gặp hắn mà nói, một kiếm đâm vào hắn thân thể. Nếu như đến chậm một bước, Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt cũng sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần tự xưng là không phải cái gì kẻ ác, thậm chí vô cùng hiền lành. Nhưng là cái này đối với người bên cạnh. Nếu có người dám đả thương hắn người bên cạnh, chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, người nọ hóa là một đạo xương máu, máu loãng trực tiếp phun vẩy ra, rơi vào Diệp Thần trên y phục mặt. Giờ phút này Diệp Thần quần áo, chảy xuôi máu đỏ tươi nước. Thậm chí con người vậy hiện lên đỏ tươi tháng. Xa lạ, giết hại, bạo ngược. Giờ khắc này, Diệp Thần cực kỳ quỷ dị, tựa như bị huyết ma kiếm ảnh vang. Hắn dần dần nghiêng đầu nhìn Trần Phong, theo bản năng nâng lên trên cánh tay huyết ma kiếm. Lúc này, Trần Phong cả người mặt liền biến sắc, làm sao vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại muốn đối với hắn ra tay. Thiếu chủ, ta là Trần Phong, ngươi thế nào? Lúc này Trần Phong vội vàng mở miệng, hắn thực lực, nhưng mà liền Diệp Thần một kiếm cũng không đỡ được. Giết! Giờ phút này Diệp Thần lạnh nhạt mở miệng, tựa như cửu u bên trong đi ra ác ma, không có chút nào cảm tình. Một cổ lực lượng vô hình tựa như khống chế hắn. Quanh người hắn ma khí càng ngày càng mãnh liệt. Giết hại cảm giác, chấp trưởng hết thảy. Ở Diệp Thần bóng người xông tới trong nháy mắt, Kỳ Lâm trực tiếp ngăn ở Trần Phong bên người. Diệp Thần, người thế nào, nhanh lên một chút tỉnh hồn lại. Diệp Thần biến cố, để cho mọi người ở đây, cũng không có phản ứng kịp. Cũng không ai biết, Diệp Thần mới vừa còn thật tốt, làm sao đột nhiên bây giờ liền biến. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm, vào lúc này chậm chạp không có rơi xuống, trên gương mặt toát ra thần sắc dữ tợn. Nếu không phải bởi vì Kỳ Lâm ngăn trở, một kiếm này hắn chỉ sợ sớm đã chém xuống đi. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được nội tâm sát ý, thu hồi huyết ma kiếm. Ở hắn thu hồi huyết ma kiếm trong nháy mắt, trong đầu sát ý, bỗng nhiên bây giờ biến mất. Hô! Diệp Thần hít một hơi thật sâu, tại mới vừa hắn thiếu chút nữa thì muốn giết chết Trần Phong. Huyết ma kiếm không có ở đây nhất thời khắc nguy cơ, Diệp Thần quyết định không dự định vận dụng. Hắn bây giờ không cách nào khống chế. Bây giờ hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay huyết ma kiếm, cưỡng ép sử dụng, chỉ có thể để cho hắn biến thành một cái giết người ma đầu. Hơn nữa mới vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được ác ma mắt mắt lạnh nhìn hết thảy. Theo lý mà nói, ác ma mắt ma tính xa xa mạnh hơn huyết ma kiếm. Vì sao ác ma mắt không ngăn cản? Giống như đang mong đợi cái gì? Diệp Thần lắc đầu một cái, không dự định suy nghĩ nhiều đi xuống. Ta bây giờ không sao. Diệp Thần lạnh cả người mồ hôi, nếu như mới vừa rồi chém xuống một kiếm đi, Kỳ Lâm tuyệt đối không sống được. Thật may hắn không có làm ra loại chuyện này, nếu không cả đời cũng không thể tha mình. Diệp Thần sợ rằng sẽ áy náy cả đời. Bây giờ không muốn áy náy, dưới mắt vấn đề càng gay gắt, đã có những người này đến truyền thừa cung điện, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Lúc này ở một bên Lương Tuyết Nguyệt trực tiếp mở miệng. Bây giờ chúng ta mau đi qua đi. Diệp Thần mấy người một đường chạy như bay, rất nhanh sẽ đến cung điện bên ngoài. Lúc này cửa cung điện đóng thật chặt, võ giả đều ở đây phía ngoài cửa chính, chờ đợi cung điện mở ra một khắc kia. Làm Diệp Thần bóng người ra hiện lúc ở bên ngoài, từng cổ một sát ý phong tỏa Diệp Thần. Ngươi lại vẫn dám ra đây. Từng đạo bóng người trực tiếp vây quanh Diệp Thần, những người này toàn bộ đều là tạo hóa cảnh đỉnh cấp đứng đầu thần quân. Còn như đứng đầu thần quân trở xuống, cũng chưa từng có tới, trước mắt cũng chỉ có đứng đầu thần quân có thể ngăn lại Diệp Thần. Làm sao, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít? Diệp Thần trên mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, trong tay cầm ra hai kiện thời không chi binh. Một màn này, để cho vây quanh Diệp Thần đứng đầu thần quân, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Ngàn binh bạo uy lực, bọn họ quá rõ bất quá, lần này Diệp Thần đột phá. Sợ rằng thần hồn lực càng cường đại hơn. Ngàn binh bạo cũng thay đổi được hung hãn dị thường. Như thế kinh sợ. Diệp Thần khinh thường nhìn mọi người một mắt, khóe miệng vuốt một món thần sắc giễu cợt. Những người này đều là đứng đầu thần quân, một cái đều sợ chết,
có thể còn sống ai nguyện ý chịu chết? Diệp thần, hôm nay dù cho ngươi có ngàn binh bạo, vậy phải giết ngươi. Lúc này, một người tạo hóa cảnh ông già xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chỉ cần cường giả tạo hóa cảnh ra lệnh một tiếng, những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự xông tới. Diệp thần, chúng ta làm thế nào? Kỷ Lâm gương mặt toát ra một chút hoảng hốt thần sắc, nhiều cường giả như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, khó tránh khỏi có chút bối rối. Không có sao. Diệp thần sờ một cái Kỷ Lâm đầu, mặt đầy nụ cười. Trần Phong và Vàng Bộ Thiên bọn họ, đã làm xong chuẩn bị chết trận, đoạn này thời gian, là Diệp thần cho bọn họ tôn nghiêm. Bọn họ tự nhiên muốn cùng Diệp thần cùng chết sống. Nhiều người như vậy, quả nhiên không sai. Nếu như toàn bộ đều có thể giết chết, chúng ta thực lực sợ rằng cao hơn một tầng lầu. Lúc này đột nhiên xuất hiện bốn tên ông già, mỗi một vị ông già đều là tạo hóa cảnh trên. Diệp thần tìm thanh âm nhìn lại, phát hiện trong đó lại có thị huyết ma quân, còn như ngoài ra ba người, chỉ sợ cũng là bị trấn áp tại yêu thánh bí cảnh cường giả. Thị huyết ma quân, nghe nói chính là người trẻ tuổi này, để cho ngươi thất bại trong gang tấc. Lúc này một người mặc áo bào xanh lá, cả người sắc mặt âm trầm, trong tay cầm một cái chuông, cả người trên dưới tràn đầy thi khí người mở miệng. U thi ma quân, người cũng không khá hơn chút nào, đến bây giờ cũng không có giải quyết đông đất rác dưới, vẫn không phải giống nhau sao tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Thị huyết ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người sắc mặt dị thường âm trầm, nhìn mọi người trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Làm bốn người này xuất hiện thời điểm. Tiến vào bí cảnh cường giả tạo hóa cảnh, mặt liền biến sắc. Diệp thần tiềm lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là còn chưa tới uy hiếp bọn họ bước, nhưng mà thị huyết ma quân, u thi ma quân, quỷ minh ma quân, thiên sát ma quân, bốn người này đã từng đều là cường giả đứng đầu. Nếu không phải còn không có khôi phục thực lực, bây giờ bọn họ chỉ sợ sớm đã ở địa ngục hát lành lạnh. Vốn là muốn đối với Diệp thần xuất thủ dự định, cũng chỉ có thể chậm lại, đối với bọn họ mà nói. Cái này bốn cái ông già mới là uy hiếp lớn nhất. Đây chính là mấy ngày nay để cho hắn cảm giác được uy hiếp tồn tại. Làm sao, nhanh lên một chút ra tay, ta đã không nhịn được, muốn thấy được giết hại. Quỷ minh ma quân cả người âm u, chung quanh ma khí, quấn quanh ở hắn bên người, chỉ người phải chết càng nhiều, hắn là có thể hấp thu hồn phách, tăng cường mình thực lực. Hừ, quỷ minh ma quân, ngươi nội tâm tính toán nhỏ nhặt chúng ta rõ ràng. Không nên uổng phí khí lực. Vốn là vây ở Diệp thần bên người đứng đầu thần quân, toàn bộ đều tản đi, trước mắt cái này bốn cái cường giả, mới là trọng yếu nhất. Gần đây đoạn này thời gian, cái này bốn cái cường giả, không biết để cho các thế lực lớn nhiều ít cường giả chết. Không có ý nghĩa, quả nhiên và cái này tiểu huynh đệ như nhau, các ngươi cũng là một đám kinh sợ chứng. Quỷ minh ma quân hướng về phía Diệp thần quỷ dị cười một tiếng. Cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Diệp thần tiểu huynh đệ có không có hứng thú gia nhập chúng ta? Lúc này thiên sát ma quân trực tiếp mở miệng, muốn mời chào Diệp thần. Diệp thần cả người sắc mặt trầm xuống, bây giờ thiên sát ma quân mời chào hắn, trong nội tâm đánh cái gì chủ ý, cũng không ai rõ ràng. Bất quá dưới mắt, cái này bốn người căn bản không biết nhúc nhích mình. Coi như động mình, chỉ phải xuất ra huyết ma kiếm, kết hợp với ác ma mắt. Tất nhiên có sức đánh một trận. Có thể. Hơn nữa, có đôi lời nói hay, địch nhân kẻ địch liền là bạn, bây giờ Diệp thần tứ cố vô thân, phải tìm được liên minh. Diệp thần trong lòng rõ ràng và cái này bốn tên ông già hợp tác, không khác nào bảo hổ lột ra. Ha ha, tiểu huynh đệ sảng khoái, đến lúc đó tiến vào trong cung điện mặt, trực tiếp tiêu diệt những con kiến hôi này. Diệp thần cũng không có nói gì nhiều. Mang Kỷ Lâm bọn họ đứng ở bốn vị ông già bên người. Tây vực rất nhiều thế lực, thấy Diệp thần đi tới, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Vốn là Diệp thần trong tay nắm ngàn binh bạo, muốn đánh chết vậy phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Bây giờ đi theo bốn ma thân sau đó, bọn họ còn muốn đánh chết Diệp thần, đổi được càng khó hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng yêu thánh đã chết rồi sao? Lúc này thiên sát ma quân đi tới Diệp thần bên người. Ở bên tai hắn nhẹ mở miệng. Diệp thần sắc mặt nhẹ biến đổi, cái gì gọi là yêu thánh đã chết rồi sao?
yêu thánh bí cảnh tồn tại mấy chục ngàn năm, dù cho yêu thánh mạnh hơn nữa, vậy đã sớm trở thành xương trắng. Chẳng lẽ yêu thánh không có chết? Diệp Thần trong nội tâm không biết, cái này bốn ma biết sự việc, khẳng định so với mọi người đang ngồi người, biết hơn. Hi hi, yêu thánh chấn đè chúng ta, vì sao không giết chúng ta, người biết không? Một câu nói, một lần nữa để cho Diệp Thần rơi vào trầm tư, nếu ban đầu yêu thánh có thể trấn áp bốn ma, vậy nhất định cũng có thể giết chết, tại sao sẽ bị phong ấn? Thiên sát ma quân cười hắc hắc, cũng không có xen vào nữa Diệp Thần, nhìn cung điện đóng chặt cửa, toát ra một tia kỷ niệm thần sắc, còn có từng tia oán hận. Mọi người đang bên ngoài chờ đợi một ngày thời gian, vốn là đóng chặt cửa, đột nhiên bây giờ mở ra. Cửa mở ra trong nháy mắt, tất cả cường giả hoàn toàn hưng phấn. Lần này, nhưng là chân chính yêu thánh truyền thừa, vô luận như thế nào vậy phải lấy được. Cửa rộng mở, bên trong hết thảy ai cũng không thấy được, dù là dùng thần niệm cũng là như vậy. Giờ khắc này không có một người dám đi vào trước, tất lại không biết bên trong tồn tại nguy hiểm gì. Một đám bọn chuột nhắt, chúng ta đi. Quỷ Minh Ma Quân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào, còn lại ba người theo sát phía sau, Diệp Thần cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp đi theo đã qua. Bọn họ có thể trực tiếp đi vào, chắc hẳn đối với bên trong vậy nhất định có biết rõ, nếu không cũng sẽ không đứng mũi chịu sào. Diệp Thần, bốn người này ta luôn cảm giác không đúng, nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc này Lương Tuyết Nguyệt ở Diệp Thần tai vừa mở miệng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cái này bốn tên ma quân chơi hoa dạng gì, hắn không biết, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đi theo bốn ma tiến vào trong nháy mắt, Chu Bộc phát ra ánh sáng sáng chói, để cho mọi người không mở mắt ra được. Làm Diệp Thần mở hai mắt ra một khắc kia, chung quanh cảnh tượng ngay tức thì biến hóa. Diệp Thần ngẩng đầu một cái, lại thấy một cái sông dài, ở hắn đỉnh đầu. Điều này sáng chói sông dài, quỷ phủ thần công, mới vừa trong nháy mắt, Diệp Thần cũng lấy là thật đặt mình vào trong đó. Diệp Thần đi về trước nhìn lại phát hiện một con sông, bốn ma ở con sông bên cạnh chậm chạp không có động tác. Tiểu huynh đệ, người biết đây là cái gì con sông sao? Thiên sát ma quân tựa hồ ở trong này nói nhất hơn, bên trong đôi mắt híp nụ cười. Diệp Thần nhẹ lắc đầu, bây giờ là tình huống gì hắn cũng không biết. Nơi này là sông Vong Xuyên. Nghe hôm nay sát ma quân mà nói, Diệp Thần chỉ cảm thấy là một chuyện tiếu lâm, sông Vong Xuyên. Làm sao có thể? Ở Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại bên trong, người sau khi chết phải qua quỷ môn quan, kinh đường suối vàng, ở đường suối vàng và minh phủ bây giờ. Do sông Vong Xuyên Hoa Chi là phân giới. Lời đồn đãi sông Vong Xuyên có thể quên kiếp trước, tẩy tâm linh. Lúc này, các phe thế lực võ giả cũng đã xông lại, thấy Diệp Thần bọn họ sau đó, cũng không có ra tay, ngưng trọng nhìn bốn phía. Mặc dù nói là yêu thánh truyền thừa địa phương, nhưng trong cung điện mặt rốt cuộc có nguy hiểm gì, một mực không biết. Nhập sông Vong Xuyên, quên kiếp trước, có thể đi tầng 2. Lúc này, không biết nơi nào, truyền tới một đạo thanh âm cứng ngắc. Làm sông Vong Xuyên cái này ba chữ, xuất hiện ở mọi người bên tai, đều cảm giác không tưởng tượng nổi. Nơi này làm sao có thể xuất hiện sông Vong Xuyên? Người nào không biết, sông Vong Xuyên chính là một cái thần sông, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tiểu huynh đệ, chúng ta hãy đi trước, người cũng không muốn khiếp đảm. Thiên sát ma quân cười một tiếng. Sau đó bốn ma trực tiếp chuyến nhập trong con sông. Diệp Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Lương Tuyết Nguyệt mở miệng, có phải hay không sông Vong Xuyên các nàng không biết, bất quá muốn đi vào tầng 2, sợ rằng chỉ có cái này một cái biện pháp. Cùng, Diệp Thần cũng không nóng nảy đã qua, bốn ma không sợ chắc chắn biết một ít bí mật. Sông Vong Xuyên, Diệp Thần cũng không tin, sợ rằng cũng không có ai sẽ tin tưởng. Lúc này, một người tán tu trực tiếp vọt vào, cái gọi là quên mất kiếp trước, hắn căn bản không có vấn đề. Dù sao một thân một mình, kiếp trước hết thảy vậy không thèm để ý. Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, chỉ gặp tên kia tán tu đi đi, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, thân thể ngay tức thì nổ. Hết thảy các thứ này, để cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới vừa rồi bọn họ nhưng mà thấy, bốn ma không chút tổn hao nào đi qua. Bây giờ tại sao sẽ đột nhiên? Những thứ không biết,
càng làm cho người sợ, giờ khắc này, càng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết bước vào trong sông mặt, rốt cuộc sẽ gặp phải tình huống gì? Cũng không ai sẽ cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Diệp Thần đứng ở bên bờ, không một lời tiếng nói, khi thì nhíu mày. Nếu bốn ma bọn họ có thể đi qua, vậy thì nhất định có biện pháp. Con mẹ nó, ở chỗ này cùng thời gian dài như vậy, sợ rằng bốn ma cầm thứ tốt đã sớm lấy đi, sinh tử có số giàu sang do trời. Một người võ giả cắn răng một cái, dứt khoát bước vào trong nước sông mặt, chỉ là vẫn chưa đi mấy mét, lần nữa truyền tới một tiếng hét thảm. Diệp Thần, chân thực không được, chúng ta trở về đi thôi. Lương Tuyết Nguyệt bây giờ có chút sợ hãi, dù cho không có được truyền thừa, vậy tổng so cầm mình mạng nhỏ vứt bỏ tốt. Ta hiểu ý. Lúc này Diệp Thần đột nhiên mở miệng, ở mọi người bên tai nhẹ nói. Mới vừa rồi hắn rơi vào suy nghĩ sai lầm, vốn cho là những người này bởi vì không thể quên được kiếp trước, mới sẽ tan biến. Bây giờ hắn mới rõ ràng, bước vào con sông này căn bản không có thể quên kiếp trước, một khi bị lạc mà nói, sợ rằng cũng sẽ bị chết. Vậy đạo thanh âm cứng ngắc, hoàn toàn liền là cố ý như thế nói, đặc biệt để cho người đi chịu chết. Chúng ta đi. Diệp Thần kéo Kỳ Lâm, trực tiếp bước vào trong con sông, làm hắn bước vào con sông trong nháy mắt, trí nhớ điên cuồng từ hắn trong đầu nhô ra. Ở nhô ra trong nháy mắt, lại đang không ngừng biến mất, Diệp Thần gắt gao cắn răng. Những ký ức này, tuyệt đối không thể biến mất, nếu không hắn thì sẽ hoàn toàn chết đi. Một bước hai bước, Diệp Thần không ngừng đi ở con sông chính giữa. Ở trên bờ người, đều đã xem ngây ngô. Vốn cho là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết cũng sắp đạp đi qua. Đây rốt cuộc tình huống gì? Một người hung ma cung tạo hóa cảnh cường giả, tức giận mở miệng. Đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn một người tạo hóa cảnh cường giả, còn không bằng Diệp Thần cái này hỗn nguyên cảnh? Hô! Diệp Thần lau sạch mồ hôi lạnh, nhìn một cái. Phát hiện Kỳ Lâm và Trần Phong bọn họ cũng an toàn thông qua. Đi! Bốn ma ở trước mặt không biết làm gì, còn như bên bờ mọi người, Diệp Thần mới không có hứng thú phản ứng. Tốt nhất toàn bộ đều chết ở bên trong, hắn mới cao hứng. Diệp Thần sáu người tiếp tục trước phải đi nửa giờ, hắn rốt cuộc thấy Thiên Sát Ma Quân bọn họ. U, tiểu huynh đệ, ngươi qua đây. Thiên Sát Ma Quân kinh ngạc nhìn một mắt Diệp Thần. Vốn là lấy là Diệp Thần sẽ chết ở nơi đó, không nghĩ tới lại đi tới. Một cái sông vong xuyên mà thôi, làm sao có thể vây khốn ta? Thiên Sát Ma Quân nghe gặp Diệp Thần mà nói, ha ha cười một tiếng, cũng không có nói nhiều, ngoắc tay, để cho Diệp Thần tới đây. Lúc này Diệp Thần đi tới Thiên Sát Ma Quân bên người, phát hiện Thiên Sát Ma Quân chỉ một nơi. Diệp Thần nhìn lại, phát hiện bọn họ lại đã tới vách đá phía trên. Làm hắn tầm mắt rơi vào vách đá dưới, con người bỗng nhiên phóng đại. Một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác bao phủ ở trong lòng. Diệp Thần làm sao có thể không khiếp sợ. Dưới vách đá, vô tận huyết khí lan tràn. Vô số yêu thú trên mình tràn đầy cực mạnh sát ý. Một khi bước vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Canh là mấu chốt là, những thứ yêu thú này thấp nhất đều là hợp đạo cảnh nhất tầng thiên. Thậm chí Diệp Thần có thể cảm nhận được còn có tạo hóa cảnh yêu thú. Làm sao đi? Muốn tiếp tục đi về phía trước nói, phải thông qua con đường này. Lúc này Thiên Sát Ma Quân mở miệng nói. Diệp Thần khẽ nhíu mày, phía dưới yêu thú, muốn xông tới căn bản không dễ dàng. Ở phía dưới, Diệp Thần có thể cảm nhận được, tạo hóa cảnh yêu thú thì có 6 con. 6 con tạo hóa cảnh yêu thú, bọn họ muốn một đường xông tới nói. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng xem thị huyết ma quân bọn họ thực lực cường đại, dù là bọn họ cũng không có 100% chắc chắn, mới ngừng lại ở chỗ này. Xem ra, muốn xông tới, nhất định phải tìm một ít người chết thế. Giờ phút này thị huyết ma quân mở miệng, chỉ bằng vào bọn họ 4 cái căn bản chưa từng có đi, như chỉ có 6 con tạo hóa cảnh khá tốt, nhưng là còn có hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh yêu thú. Những thứ này cũng có thể đối với bọn họ tạo thành không nhỏ trở ngại, muốn xông tới không như vậy dễ dàng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cùng. Quỷ Minh Ma Quân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên là cùng phía sau tới đây cường giả.
Sông Vong Xuyên có thể vây khốn một nhóm người, nhưng không đại biểu tất cả mọi người đều sẽ bị vây khốn. Chí ít những cái kia cường giả tạo hóa cảnh tuyệt đối có thể tới đây. Diệp Thần ở một bên không nói một lời, hắn đang suy nghĩ có thể hay không lấy linh hoàng hư ảnh tới mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Dĩ nhiên hắn vậy không nóng nảy, chí ít cùng đại chiến bùng nổ thời điểm, hắn mới sẽ cân nhắc. Hiện xuất hiện một đầu linh hoàng, những thứ yêu thú này tuyệt đối sẽ biết, chỉ cần cảm thụ một chút hơi thở liền biết không phải là yêu tộc. Bọn họ ở vách đá đỉnh thượng đẳng 2 giờ, giờ phút này rốt cuộc lục tục có người tới. Có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh, không có một người là người ngu, chỉ cần thời gian một dài là có thể biết. Giờ phút này Bách Lý gia tộc, Hung Ma cung cùng các thế lực lớn, cũng đã tới vách đá bên trên. Mọi người vừa nhìn thấy phía dưới yêu thú, sắc mặt cũng nhẹ biến hóa, như thế nhiều yêu thú, nếu là sông ngang đánh thẳng đã qua, không muốn biết tổn thất nhiều ít võ giả. Lần này có thể tới yêu thú bí cảnh cường giả, một nhà kia không phải tinh anh. Nếu như tổn thất quá nhiều, đối với bọn họ thế lực đều là một loại đả kích, hơn nữa phía dưới còn có tạo hóa cảnh yêu thú, một không cẩn thận, tạo hóa cảnh cũng có rơi xuống nguy hiểm. Bây giờ vách đá đã gãy lìa, bọn họ không thể ngự không phi hành, muốn phải đi, duy nhất biện pháp chỉ có giết. Diệp Thần, ngươi không phải có một cái bí pháp có thể binh khí tự bạo, không bằng dẫn chúng ta mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Giờ phút này Hung Ma cung một người cường giả tạo hóa cảnh mở miệng, gặp qua Diệp Thần bí thuật người, không phải số ít. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, khóe miệng một món thần sắc giễu cợt, mở miệng cười nói, ta xem ngươi có phải hay không lão hồ đồ, coi như ta có thể đi qua, dựa vào cái gì mang ngươi. Hung Ma cung cường giả tạo hóa cảnh sắc mặt âm trầm, hận không được một cái tát đập chết Diệp Thần. Chỉ bất quá trong lòng của hắn cũng biết, muốn không bị thương tổn xông tới, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần có chút tác dụng, bên cạnh còn có bốn ma mà nói, hắn đã sớm đối với Diệp Thần ra tay. Bởi vì Hung Ma cung cường giả một câu nói, Diệp Thần trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Cho dù là bốn ma, cũng là lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn như không đồng ý, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ đối với hắn ra tay. Muốn ta ra tay cũng có thể, bất quá cái này bí thuật giá phải trả, quá mức khổng lồ, các ngươi có phải hay không? Diệp Thần nói tới chỗ này đã không có tiếp tục nói nữa, bất quá ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Bây giờ không thừa dịp cháy nhà hôi của, sau này cũng không có như vậy cơ hội. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần, người ở chỗ này, có thể đi tới, vậy không phải người ngu. Diệp Thần ý nghĩa bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng, đơn giản liền là muốn bảo vật mà thôi. Ngươi không nên quá đáng, đến bây giờ còn muốn đánh cướp chúng ta. Lúc này, Hung Ma cung một người hợp đạo đỉnh cấp thần quân, lạnh giọng mở miệng nói. Bọn họ Hung Ma cung cường giả, ban đầu ở hạ đất thời điểm, cũng không thiếu bị Diệp Thần đánh cướp. Nếu nói là Diệp Thần đánh cướp nhiều nhất, chính là bọn họ Hung Ma cung. Ngươi không muốn ra bảo vật, có thể không cần ta, ta lại không cưỡng cầu các ngươi, chỉ bất quá các ngươi không cho, ta có thể bảo không cho phép, chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thần mở miệng cười, những lời này chính là uy hiếp trắng trợn, muốn hắn trắng xuất lực không, làm sao có thể. Không để cho những người này ra điểm máu, làm sao không phụ lòng hắn. Diệp Thần, chúng ta bây giờ nhưng mà đồng minh, ngươi hiểu. Lúc này Thiên Sát Ma Quân đi tới Diệp Thần bên cạnh trực tiếp mở miệng nói, hai phía là đồng minh, bảo vật này tự nhiên có thể không cần ra. Diệp Thần lắc đầu một cái, hướng về phía Thiên Sát Ma Quân mở miệng nói, ở Linh Võ Đại Lục không có đồng minh nói một chút, ngươi cũng không ngoại lệ. Ở sông Vong Xuyên thời điểm, hắn có biết, Thiên Sát Ma Quân những người này, căn bản không có nói cho hắn như thế nào đi qua biện pháp. Người minh hữu này, nói liếc chính là có cũng được không có cũng được đồ. Thiên Sát Ma Quân sắc mặt nhẹ biến đổi, vốn là lấy là Diệp Thần sẽ cho bọn họ mặt mũi. Dẫu sao Diệp Thần cần bọn họ che chở, ai biết cái này Diệp Thần lại liền bọn họ vậy tính toán lên. Cái này là một quả Thiên Sát Ma Quân quả, có thể tu luyện ma sát khí. Và trên mình ngươi đạo vậy coi là phù hợp, đây có thể là bảo vật vô giá, vậy là đủ rồi. Thiên Sát Ma Quân bị tức không nhẹ,
cầm ra một quả trái cây ném ở Diệp Thần trên tay. Diệp Thần toét miệng cười một tiếng, nhận lấy vậy không có nói gì, còn như làm như vậy mà đắc tội với Thiên Sát Ma Quân bọn họ, hắn căn bản cũng không quan tâm, hai người bây giờ sớm muộn sẽ đi ở phía đối lập. Thiên Sát Ma Quân cầm ra bảo vật, còn lại ba lão vậy mỗi người cầm ra bảo vật, giao cho Diệp Thần. Bọn họ sắc mặt âm trầm, đều bị giận quá. Ở toàn bộ Linh Võ Đại Lục, ai dám đối với hắn như vậy cửa? Nếu như không phải là thực lực bây giờ bị giới hạn, trước mắt cái thằng nhóc này, bọn họ một cái ý niệm liền có thể phá hủy. Không chỉ bốn ma, hung ma cung thậm chí còn tất cả thế lực cũng không thể không cầm ra thành ý. Diệp Thần lại là thu hoạch thời không chi binh, hợp đạo thần khí, hỗn nguyên tiên khí. Như vậy đủ để dùng ngàn binh bạo hấp dẫn đám này yêu thú chú ý. Mấy giây sau đó, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vô số vũ khí bay ra ngoài. Rất miễn cưỡng mở ra một con đường tới. Yêu thú tựa như cảm giác được cái gì, cực độ sao động. Ngàn binh bạo. Diệp Thần mở mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt tức thì, dị biến lên. Cực độ năng lượng phun trào. Rất miễn cưỡng mở ra một cái đường máu. Bụi bẩm cuồn cuộn, che đậy ở yêu thú tầm mắt. Đi. Diệp Thần vậy không do dự, mang Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt cấp tốc hướng một phương hướng chạy tới. Cùng mấy người biến mất, mọi người mới phản ứng được, vội vàng đi theo lên. Diệp Thần có thể cảm nhận được chung quanh yêu thú cực độ sao động. Ngàn binh bạo chỉ có thể tạm thời mở ra một con đường, nếu như những cái kia tạo hóa cảnh yêu thú phát hiện, tất nhiên sẽ hướng bên này vào tới. Cũng may, Diệp Thần lo lắng sự việc không có phát sinh. Diệp Thần đi tới đối diện, nhẹ thở ra một hơi, cái này mấy phút thời gian, mỗi một giây cũng một ngày bằng một năm. Hắn ánh mắt nhìn về phía lối đi, ngàn binh bạo năng lượng sắp tiêu tán. Mà người hung ma cung còn dọc đường, khoảng cách điểm cuối còn có chút khoảng cách. Hung ma cung tự nhiên vậy cảm giác được không đúng. Vội vàng truyền thanh cho Diệp Thần, lại dẫn bạo một số. Chỉ cần một số, để cho chúng ta tới đây là được. Nhưng mà Diệp Thần không có động tĩnh, canh cười mỉa nhìn hung ma cung. Các ngươi vậy nhìn ra, ta tiêu hao to lớn, sợ rằng cái này mấy kiện bảo vật còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, hung ma cung mọi người sắc mặt đều thay đổi. Diệp Thần, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Một người hung ma cung cường giả tạo hóa cảnh, bị Diệp Thần tức giận ngực phập phồng. Cái gì gọi là tiêu hao to lớn? Bọn họ vậy không phải người ngu, ai không nhìn ra, Diệp Thần căn bản dám chuyện cũng không có. Xem hắn mạnh như rồng như cọp, một chút việc cũng không có. Đối mặt cường giả tạo hóa cảnh ầm ĩ, Diệp Thần căn bản không có nói chuyện, ngược lại ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bọn họ. Các người hung ma cung có thể phải cân nhắc tốt. Bây giờ đã có những người này đi tới, mấy kiện bảo vật và yêu thánh truyền thừa so với, cái nào nặng nhẹ, tin tưởng các ngươi có thể phán đoán. Diệp Thần một câu nói, để cho người hung ma cung á khẩu không trả lời được, bọn họ tới yêu thánh bí cảnh không phải là bởi vì truyền thừa. Bây giờ truyền thừa mau cũng không có thấy được, bị Diệp Thần ngược lại là gài bẫy không thiếu. Hừ, bảo vật cho hắn. Cường giả tạo hóa cảnh mở miệng. Hợp đạo cảnh cường giả cũng không dám phản bác, chỉ có thể từng cái cầm ra bảo vật, một mặt nhức nhối thần sắc. Một mình ngươi hợp đạo cảnh tầng 8 trời, lại cho ta hai chuôi hỗn nguyên tiên khí, đuổi ăn mày. Diệp Thần tiện tay đem hai kiện hỗn nguyên tiên khí ném trên mặt đất, mặt đầy khinh thường. Bây giờ Diệp Thần nhẹ nhàng, hỗn nguyên tiên khí căn bản coi thường. Ta, ngươi đánh cướp qua ta một lần, bây giờ căn bản không có bảo vật. Cái này hợp đạo cảnh cường giả, một mặt bi thảm nhìn Diệp Thần. Ban đầu hắn vậy không phải là không có bảo vật, bất quá đã sớm để cho Diệp Thần đánh cướp không còn một mống, thân đi đâu còn có cái gì đáng tiền bảo vật. Không bảo vật, người tự nghĩ biện pháp đi. Hắn và hung ma cung đã không chết không thôi, hai người bây giờ căn bản không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Có thể bẫy chết bọn họ, Diệp Thần tuyệt đối không nhúng tay mềm. Diệp Thần. Người tên khốn kiếp. Lúc này, một người cường giả tạo hóa cảnh đột nhiên tức giận mắng một tiếng, ai vậy không nghĩ tới. Diệp Thần sẽ ở thời khắc mấu chốt cái hố bọn họ. Hống 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 hống. Đinh tai nhức óc yêu thú tiếng hô âm không ngừng,
người Hung Ma Cung bỗng nhiên bị yêu thú bao vây. Những thứ yêu thú này từng cái đỏ tươi cặp mắt, nhìn chằm chằm những người này. Tựa như chuẩn bị săn giết. Hy vọng các ngươi chơi được vui vẻ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Diệp Thần, ngươi cho ta chờ, lão phu nhất định giết ngươi. Một người cường giả tạo hóa cảnh, bị tức trong miệng một búng máu phun ra ngoài. Nói xong cầm ra bảo vật, liền mang bọn họ đã qua, ai biết nửa đường sẽ bẫy bọn họ. Chỉ bất quá cường giả tạo hóa cảnh tức giận mắng một tiếng, liền không lên tiếng nữa, dẫu sao như thế nhiều yêu thú, dù là hắn là tạo hóa cảnh, vậy tự lo không xong. Diệp Thần, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Lúc này Lương Tuyết Nguyệt ở Diệp Thần cạnh vừa mở miệng. Diệp Thần cười không nói, cũng không có nói gì nhiều, dù sao và Hung Ma Cung đã là không chết không thôi cục diện, chết nhiều ít cũng không có vấn đề, tốt nhất tạo hóa cảnh cường giả, toàn bộ đều chết nơi này. Hung Ma Cung sống chết, Diệp Thần đã lại nữa phản ứng, trực tiếp mang Lương Tuyết Nguyệt các nàng rời đi. Còn như những người khác, rất sợ yêu thánh truyền thừa bị người đoạt đi, trực tiếp hướng chỗ sâu nhanh chóng chạy tới. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đám người cũng không có gặp phải bất kỳ võ giả, đi nửa đã lâu thần, hắn trực tiếp dừng bước lại. Đi về trước mặt vừa thấy, phát hiện có chút võ giả, đều đang giới hạn sắp chết cảnh. Thê thảm không nỡ nhìn. Diệp Thần, đây là tình huống gì? Lương Tuyết Nguyệt một mặt mê hoặc mở miệng, những võ giả này mỗi một người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này chắc có yêu thú cường đại, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Thần mang bọn họ dè đặt đi tới, cũng không lâu lắm đột nhiên nghe gặp xào xạc thanh âm. Mọi người cẩn thận, yêu thú hẳn đang ở phụ cận. T. Vào lúc này, Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái, bởi vì hắn phát hiện mình lại thấy một đầu hợp đạo đỉnh cấp cái khác con nhện yêu thú. Cơ hồ nửa bước tạo hóa cảnh. Đầu này con nhện trên mặt có 6 con mắt, một đôi màu xanh đậm ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Các ngươi lui về phía sau, ta đi đối phó. Đứng đầu thần quân cấp yêu thú khác, Trần Phong bọn họ căn bản không giúp được gì. Diệp Thần bước lên trước, trong tay nắm hợp đạo thần khí, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xông tới. Ở xông tới trong nháy mắt, mượn mặt đất lực lượng trực tiếp nhảy bắn lên. Ở nhảy lúc thức dậy, Diệp Thần hai tay cầm hợp đạo thần khí, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Ở chém ra đi trong nháy mắt đó thời điểm. Đầu này con nhện yêu thú nhẹ lui về phía sau, há mồm ra, trực tiếp khạc ra tơ nhện. Tơ nhện bên trong có chất nhờn, còn có kinh khủng độc tố. Diệp Thần một kiếm trực tiếp chặt đứt, đi tới con nhện trước mặt, sau đó lần nữa nâng lên cánh tay, một kiếm trực tiếp chém xuống đi. Một kiếm này chém vào con nhện trên đầu mặt. Phịch! Phát ra một tiếng rên, con nhện ra căn bản không có bị bất kỳ tổn thương. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, con yêu thú này thân xác, là thật có chút mạnh mẽ. Diệp Thần, người mau xem, đi ra quá nhiều con nhện. Lúc này Kỳ Lâm đột nhiên mở miệng, các nàng chung quanh lại xuất hiện vô số con nhện yêu thú. Vậy thật may, những con nhện này thực lực, kém không đủ, có hỗn nguyên cảnh cũng có hợp đạo cảnh. Các ngươi đồng loạt ra tay, chờ ta giải quyết cái này con yêu thú, chúng ta xông tới. Bây giờ Diệp Thần, phải mau sớm giải quyết tên này đứng đầu thần quân con nhện, bọn họ mới có cơ hội xông tới. Nếu không bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị những thứ yêu thú này kéo chết. Ba vị kim Phật, cho mượn ta lực lượng. Trước mắt Diệp Thần thực lực, đối kháng đứng đầu thần quân vẫn là quá mức khó khăn, vận dụng sư tôn lực lượng, mới có một đường sinh cơ. Được. Lúc này ba vị kim Phật ở luân hồi mộ địa bên trong trực tiếp mở miệng. Giờ phút này Diệp Thần linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo tăng. Ngắn ngủi không tới 3 phút thời gian, Diệp Thần từ hỗn nguyên cảnh 3 tầng trời, ngắn ngủi tăng lên tới hợp đạo cảnh tầng 4 thiên. Trước mắt đạt tới hợp đạo cảnh 3 tầng trời, đã là cực hạn, lại tiếp tục đột phá, hắn thân xác liền mơ hồ sẽ xuất hiện bể tan tành tình huống. Chiến! Diệp Thần trong con ngươi mặt tràn đầy chiến ý, sau đó bóng người chớp mắt, trực tiếp xông tới. Hắn tốc độ đạt đến mức tận cùng, quỷ mị giống vậy bóng người, đi thẳng tới con nhện bên người. Năm ngón tay cầm chặt quả đấm, sau đó nâng lên cánh tay, một đấm bỗng nhiên oanh đánh ra. Oanh! Một quyền này đầu trực tiếp bộc phát ra, canh kim khí lại là vần quanh.
rất miễn cưỡng đánh vào con nhện trên thân thể mặt. Con nhện thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, phát ra một tiếng hét thảm. Diệp Thần cả người sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, sau đó cầm chặt hợp đạo thần khí. Thời không kiếm quyết. Một kiếm này ầm ầm bây giờ rơi xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Thần ngón tay đánh ra kỳ quái dấu tay, hắn sau lưng xuất hiện một đầu bạch hổ. Diệp Thần sau lưng bạch hổ, phát ra một tiếng gầm thét, đây chính là đánh cướp cường giả tạo hóa cảnh công pháp, bốn thần quyết. Bạch hổ gầm thét một tiếng, ở Diệp Thần bóng người phía sau, trực tiếp xông lên đi giết, đến mức, mặt đất nứt ra vết rách. Không chỉ có như vậy, bạch hổ hơi thở không ngừng tăng vọt, không tới ba hơi thở thời gian, trực tiếp tăng vọt đến hợp đạo cảnh tầng 8 thiên thực lực. Bạch hổ thân thể cao lớn, dương ra chậu máu miệng lớn, cắn xé ở con nhện trên thân thể mặt. Con nhện phát ra một tiếng tức giận gầm thét, sau đó điên cuồng khạc ra tơ nhện. Phịch, 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 tơ nhện đánh vào bạch hổ trên thân thể mặt. Rất nhanh bạch hổ bóng người biến mất, ở biến mất sau này, Diệp Thần như tia chớp tốc độ, đi tới con nhện trước mặt. Năm tháng như thoi đưa. Diệp Thần đưa ra chỉ một cái, trực tiếp đánh vào con nhện trên thân thể mặt. Năm tháng lực lượng, ở con nhện trong cơ thể, không ngừng xâm nhập. Tuế Nguyệt sát kiếm. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Giờ khắc này Diệp Thần không do dự nữa, thời gian pháp tắc lực lượng, ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Giờ khắc này, chung quanh hết thảy, tốc độ đổi được chậm chạp, một đạo cực hạn kiếm quang, ầm ầm bây giờ rơi xuống. Oanh! Một kiếm hạ xuống, con nhện ngực, chảy ra mực huyết dịch màu xanh, sau đó ngã trên mặt đất. Hô! Diệp Thần chật vật đứng lên, trong miệng tràn ra một tia máu loãng. Như thế nào, các ngươi không có sao chứ? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Trần Phong bọn họ trên thân thể mặt, vết thương chồng chất. Bất quá cũng không có vấn đề quá lớn. Chúng ta đi. Giờ phút này Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói, bây giờ không đi nói, chờ một chút xuất hiện tạo hóa cảnh con nhện, bọn họ muốn phải đi nói, vậy không có cách nào. Từ con nhện bên trong huyệt động lao ra, Diệp Thần mấy người bọn hắn, đi một đoạn thời gian, thấy phía trước cường giả, cũng dừng lại ở tại chỗ. Giờ phút này Diệp Thần thấy, ở bọn họ phía trước có khắp nơi lôi đài. Ở khắp nơi lôi đài phía trên, còn có một tòa quan tài. Diệp Thần đi tới bốn ma thân bên, sau đó mở miệng hỏi, thiên sát ma quân, bây giờ tình huống gì? Hắn mới vừa qua tới, trước mắt tình huống gì cũng không biết. Hi hi, thấy phía trên nhất quan tài không có, yêu thánh cái đó lão già kia thi thể, đang ở bên trong. Thiên sát ma quân một câu nói, để cho Diệp Thần sắc mặt nhẹ biến đổi. Hắn vốn là lấy là đến yêu thánh truyền thừa chỗ còn có một đoạn lúc chặng đường, ai biết. Lại ở trước mắt, có phải hay không cảm giác quá dễ dàng. Thiên sát ma quân nhìn ra Diệp Thần tâm tư, mở miệng cười nói. Ngươi lấy là yêu thánh cái lão già đó, thật đã chết rồi. Nói không chừng chờ một chút yêu thánh liền từ trong quan tài bò ra ngoài rồi. Diệp Thần nghe gặp thiên sát ma quân mà nói, cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, thiên sát ma quân liền nói cho Diệp Thần, yêu thánh căn bản không có chết. Còn như đây hết thảy thật giả, căn bản không biết, Diệp Thần cũng không có tin tưởng. Cuối cùng không có chính mắt thấy qua. Nếu như yêu thánh có thể sống tới đây, cũng không sẽ như thế nào, hắn một cái hỗn nguyên cảnh, yêu thánh căn bản không sẽ đem hắn coi ra gì. Ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía sau truyền tới một hồi gầm thét. Diệp Thần. Người cái tiểu tạp chủng, cho ta cút ra đây. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện lại là hung ma cung tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ bất quá thời khắc này trên người đối phương tất cả đều là máu tươi, canh chặt đứt một cây cánh tay. Hắn bên cạnh chỉ còn lại ba tên đứng đầu thần quân sống sót. Lần này không chỉ yêu thánh truyền thừa không có được, bọn họ hung ma cung bây giờ đã tổn thất thảm trọng, muốn tranh đoạt yêu thánh truyền thừa cơ hội. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mọi người thấy hung ma cung hình dáng, sắc mặt nhẹ biến đổi, cái này Diệp Thần rốt cuộc làm cái gì? Diệp Thần thực lực, bọn họ rõ ràng, đơn độc dựa vào hắn một người mà nói, căn bản không có thể để cho hung ma cung tổn thất thảm trọng, trừ phi. Nghĩ đến đây, mọi người khóe miệng không nhìn được co quắp một chút, không nghĩ tới Diệp Thần lại ác như vậy. Hung ma cung tạo hóa cảnh cường giả,
thần niệm quét qua, trực tiếp tìm được Diệp Thần bóng người. Vào giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được nữa, cả người xông tới, muốn trực tiếp đánh chết Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày một cái, cầm chặt hợp đạo thần khí, chuẩn bị ở hắn xông tới trong nháy mắt, để cho sư tôn cho hắn mượn lực lượng. Ngay tại hung ma cung cường giả tạo hóa cảnh xông tới trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. À, tên kia hung ma cung tạo hóa cảnh cường giả, không có dấu hiệu nào rơi xuống mặt đất, cả người thoi thóp. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, làm sao vậy không nghĩ tới, bất ngờ sẽ vào lúc này, đột nhiên xuất hiện. Mới vừa rồi toát ra một cổ lực lượng vô danh, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Vậy cứ như vậy ước chừng trong nháy mắt, tạo hóa cảnh cường giả trực tiếp người bị thương nặng. Yêu thánh nghĩa địa không được càn rỡ. Lúc này, một đạo thanh âm cứng ngắc đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người bên tai chấn động một cái, nơi đây lại thật là yêu thánh nghĩa địa. Mặc dù tất cả mọi người đều suy đoán nơi này là yêu thánh nghĩa địa, bất quá căn bản không có chính xác câu trả lời. Bây giờ được chính xác câu trả lời, làm sao không để cho bọn họ nội tâm chấn động một cái. Tất cả mọi người trong tròng mắt, tràn đầy lửa nóng thần sắc, hận không được bây giờ liền xông tới. Muốn có được yêu thánh truyền thừa, phải tầng tầng tỉ thí, các người bên trong, chỉ có một người có thể lấy được yêu thánh truyền thừa. Lúc này, thanh âm cứng ngắc một lần nữa mở miệng. Muốn có được yêu thánh truyền thừa, phải dựa theo trong này quy tắc tới. Hiện ở phía trên có 4 cái lôi đài, chỉ sợ là đặc biệt quyết đấu dùng. Tất cả muốn lấy được yêu thánh truyền thừa người, phải lên lôi đài, ở trên lôi đài mặt, tất cả mọi người cảnh giới cũng sẽ phải chịu áp chế. Một câu nói, để cho mọi người sắc mặt biến đổi, nhất là tạo hóa cảnh cường giả. Nếu như cảnh giới bị áp chế, bọn họ tạo hóa cảnh chết tỷ lệ, một chút đều không so người khác nhỏ. Rất nhiều võ giả, sắc mặt quỷ dị nhìn Diệp Thần, nếu nói là lớn nhất người được lợi, sợ rằng chỉ có Diệp Thần một người. Dẫu sao Diệp Thần thực lực chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng hợp đạo cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Nếu như bị áp chế đến hỗn nguyên cảnh, ai còn là Diệp Thần đối thủ? Sợ rằng Diệp Thần một người đều có thể trong nháy mắt giết người bất kỳ. Bây giờ bọn họ cũng hoài nghi, Diệp Thần có phải hay không yêu thánh con riêng? Từ đi tới hết thảy, Diệp Thần dọc theo đường đi đều là dễ dàng, căn bản không bất kỳ tổn thất, thậm chí còn kiếm được không thiếu bảo vật. Diệp Thần ở bên cạnh cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cầm yêu thánh một số người thừa kế, trước lên lôi đài, như chiến bại, truyền thừa giao cho người khác. Lúc này thanh âm cứng ngắc một lần nữa mở miệng, Diệp Thần đột nhiên bị một đạo chùm ánh sáng bao phủ. Đang bao phủ trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người, không bị khống chế đi tới một nơi lôi đài. Không chỉ có Diệp Thần là như vậy, còn lại 3 cái người thừa kế cũng giống vậy. Lúc này, Diệp Thần nhìn một cái quá mức 3 người. Phát hiện trong đó có một người tán tu, mặt đầy lạnh lùng, mặc dù chỉ có hợp đạo cảnh tầng 2 trời, nhưng trên người khí thế, cực kỳ mạnh mẽ. Còn thừa lại 2 người, một cái là đến từ Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân, và lửa cháy bừng bừng dậy một người cường giả tạo hóa cảnh. 4 cái người thừa kế, yếu nhất đều là hợp đạo cảnh, duy chỉ có Diệp Thần một cái hỗn nguyên cảnh. Hiện tại tất cả người, có thể tự do khiêu chiến. Thanh âm cứng ngắc một lần nữa mở miệng, nhưng mà 4 ma nhưng quỷ dị cười một tiếng, đảo mắt biến mất, không biết đi nơi nào. Mọi người ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm yêu thánh nghĩa địa, vốn không có để ý 4 ma. 4 ma biến mất, căn bản không có người bất kỳ chú ý tới, bất quá Diệp Thần lại nhíu mày. Mới vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy 4 ma biến mất, cũng không biết đang nổi lên âm mưu gì. Chỉ bất quá hắn bây giờ đứng ở trên lôi đài mặt. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tất cả mọi người ánh mắt nóng như lửa, nhất lửa nóng chính là cái đó tán tu, thực lực hợp đạo cảnh tầng 2 trời, tuyệt đối dễ dàng nhất ra tay. Còn như Diệp Thần, bây giờ đã hoàn toàn bị coi thường, một khi áp chế đến hỗn nguyên cảnh, Diệp Thần sợ rằng một cái tay là có thể còn ăn hiếp bọn họ. Rất nhanh thanh âm chiến đấu bùng nổ, nhìn lại Diệp Thần nơi này, mặt đầy không nói. Hắn ở trên lôi đài mặt, đã đứng có nửa giờ, lại không có một người dám khiêu chiến. Diệp Thần, người tên khốn kiếp, ngày hôm nay vô luận như thế nào,
ta cũng nhất định phải làm thịt ngươi. Lúc này, hung ma cung một cái tạo hóa cảnh cường giả, một mặt oán độc thần sắc. Hắn thân là cường giả tạo hóa cảnh, lúc nào như vậy chán nản qua. Đây hết thảy nguyên nhân đều là Diệp Thần. Cường giả tạo hóa cảnh đi thẳng tới Diệp Thần trên lôi đài mặt, lúc này hắn cảm nhận được một cổ quy tắc đè xuống. Vốn là tạo hóa cảnh thực lực, trong nháy mắt rơi xuống ở hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên. Diệp Thần tựa như xem trí chướng như nhau, nhìn tên này tạo hóa cảnh cường giả. Gặp qua chịu chết, không gặp qua gấp gáp như vậy đi tìm cái chết người. Diệp Thần giờ khắc này, thậm chí cũng không muốn cầm ra hợp đạo thần khí, là thật có chút khi dễ người. Hung ma cung cường giả, trong nháy mắt cầm chặt quả đấm, trực tiếp liều chết xông tới. Diệp Thần cả người sắc mặt, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, ở hắn xông lên lúc tới, hắn giơ chân lên, một cước đá ra. Oanh! Một cước đi xuống, hung ma cung cường giả bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó phát ra một tiếng hét thảm, trong miệng lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này Diệp Thần đi thẳng tới hắn bên người, bắt hắn lại cổ áo, một cái tát bỗng nhiên bây giờ rút ra đi. Bót! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, để cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động một cái, đây chính là cường giả tạo hóa cảnh, lại bị đánh mặt. Ở lúc trước căn bản là chuyện không thể nào. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó mấy bàn tay trực tiếp quất tới. Bót bót bót! Cái này mấy bàn tay đi xuống, hung ma cung cường giả gò má cũng sớm đã thê thảm không nỡ nhìn. Tất cả mọi người đã không muốn lại tiếp tục xem tiếp, cường giả tạo hóa cảnh biến thành hỗn nguyên cảnh, căn bản là để cho Diệp Thần tùy tiện ngược, hơn nữa còn có thể hoa thức ngược. Thật không biết, hung ma cung cường giả, dũng khí từ đâu tới, dám ở cùng cảnh giới khiêu chiến Diệp Thần. Đây không phải là mình tìm chỗ chết sao, oán không được người khác. Hung ma cung cường giả cũng sớm đã thoi thóp, Diệp Thần một cước dẫm ở trên ngực của hắn mặt. Sắc sắc. Một cước này đi xuống, ngực hắn trực tiếp sụp xuống, máu loãng cuồng phún. Phịch, phịch, phịch. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, đã không dám lại xem hung ma cung cường giả chết đi thảm dạng. Cái này Diệp Thần quá hung tàn. Ở phía trên này, trêu chọc cũng không ai có thể trêu chọc Diệp Thần. Ai dám lên và Diệp Thần đánh một trận. Diệp Thần sau đó một cước trực tiếp cầm hắn đá xuống lôi đài, ánh mắt lạnh lùng. Hắn phải làm chính là giết gà dọa khỉ. Giờ khắc này, lại cũng không có người dám đối với Diệp Thần ra tay, cường giả tạo hóa cảnh một khi đi lên, đều bị ngược sinh hoạt không thể tự lo liệu. Bọn họ còn muốn sống lâu mấy năm, lại không muốn đi tìm chỗ chết. Diệp Thần vừa thấy, không có dám đối với hắn ra tay, chỉ thật nhàm chán đứng ở trên lôi đài mặt, nhìn cái khác lôi đài. Hắn phát hiện tên kia hợp đạo cảnh tầng 2 thiên tán tu. Đến bây giờ cũng không có chiến bại, không thể không nói coi như là một cái kỳ tích. Còn như Bách Lý gia tộc đứng đầu thần quân, cũng sớm đã chiến bại, đổi thành một người cường giả tạo hóa cảnh. Kiên trì một lượng bánh xe còn có thể, nhưng là ai vậy không kiên trì nổi xa luân chiến. Dĩ nhiên trong này nhất quá ung dung chính là Diệp Thần. Trên mình không có một chút thương thế, thậm chí nhàm chán cũng sắp ngủ. Tiếp liền 4 tiếng, có vài người không ngừng chiến bại. Người thừa kế đổi một cái lại một cái, duy chỉ có Diệp Thần nơi này không có bất kỳ biến hóa. Mà ở cung điện bên ngoài, vô số yêu thú đại quân, đập vào mặt. Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định có thể phát hiện, những thứ yêu thú này chính là ban đầu vách đá yêu thú. Bên ngoài võ giả, cũng có không thiếu, chỉ bất quá căn bản đều là hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh nhất tầng thiên. Đối mặt những thứ yêu thú này đại quân, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng, bên ngoài tàn phá thân thể, không biết có nhiều ít, toàn bộ yêu thánh bí cảnh bên trong, đều là mùi máu tanh. Giờ khắc này, võ giả hoàn toàn chính là đợi giết dê con. Ở một cái tạo hóa cảnh yêu thú trên đầu phương, đứng một người, đúng lúc là U Thi Ma Quân. U Thi Ma Quân nhắm mắt lại, trong tay cầm một cái chuông. Bên ngoài hết thảy. Trong cung điện mặt võ giả một mực không biết, bởi vì Diệp Thần bên này căn bản không có người dám khiêu chiến. Nơi này quy tắc vậy phát hiện Diệp Thần chỗ bất phàm. Diệp Thần thực lực cường hãn, cùng cấp dưới không có người nào là đối thủ, lần này khiêu chiến,
Diệp Thần nơi này lôi đài, đổi là hợp đạo cảnh tầng 7 thiên. Một câu nói, để cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng đổi được hưng phấn. Diệp Thần lôi đài quy tắc hạn chế yếu bớt, chỉ muốn đi vào chính là hợp đạo cảnh tầng 7 thiên thực lực. Hợp đạo cảnh tầng 7 trời, có nắm chắc đánh chết Diệp Thần. Diệp Thần coi như là lại nghịch thiên cũng không quá hỗn nguyên cảnh mà thôi. Nghe gặp quy tắc thanh âm, Diệp Thần cả người cau mày. Hợp đạo cảnh tầng 7 thiên thực lực, mặc dù không sẽ để cho hắn không có phản kháng thực lực, chỉ bất quá muốn phải giải quyết kẻ địch, cũng không phải như thế ung dung. Quy tắc thay đổi, để cho tất cả mọi người ánh mắt cũng đổi được lửa nóng. Lần này là đánh chết Diệp Thần thật tốt cơ hội, bỏ qua thôn này, có thể cũng chưa có cái kế tiếp tiệm. Ta xuất thủ trước. Hung Ma Cung một người đứng đầu thần quân đứng ra, giữa bọn họ cừu hận, bây giờ căn bản không cần nói nhiều. Diệp Thần ngược giết cường giả tạo hóa cảnh, để cho bọn họ Hung Ma Cung mặt mũi mất hết. Cái mặt này mặt bọn họ phải muốn đòi lại mới có thể. Hung Ma Cung đứng đầu thần quân một lên lôi đài thực lực rơi xuống ở hợp đạo cảnh tầng 7 thiên. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, cầm ra hợp đạo thần khí, cầm chặt ở trong tay. Ngươi cái nhóc xác rưởi, ta nhất định sẽ ngược giết ngươi, để cho ngươi cảm nhận được cái gì là thống khổ. Hung Ma Cung đứng đầu thần quân, thần sắc dữ tợn, bây giờ hắn hận không phải đem Diệp Thần cho tháo ra tám khối. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm thật hơn. Diệp Thần khóe miệng bên trong toát ra thần sắc giễu cợt, sau đó như tia chớp tốc độ, đi thẳng tới trước mặt hắn. Oanh! Một kiếm vào giờ khắc này, bỗng nhiên chém ra đi. Trên lôi đài mặt, tất cả võ giả cũng nhìn chằm chằm trận chiến này, bọn họ cũng muốn xem, Diệp Thần thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người trong lòng thậm chí suy nghĩ, để cho Hung Ma Cung cường giả trực tiếp đánh chết Diệp Thần. Con kiến hôi! Hung Ma Cung cường giả cười lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Chân Long Quyền! Hung Ma Cung cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cả người sắc mặt dữ tợn. Giờ phút này hắn một đôi trên nắm tay, quấn vòng quanh hai cái kim long. Kinh khủng hơi thở, cầm Diệp Thần áo khoác cũng cho biến dạng. Chém! Diệp Thần một kiếm ầm ầm rơi xuống, một kiếm này bộc phát ra kinh khủng lực đạo. Sắc sắc! Trên lôi đài mặt, xuất hiện vô số vết rách, hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, to lớn lực phản chấn tấn công tới. Năm tháng như thoi đưa. Diệp Thần đưa ra chỉ một cái, thời gian pháp tắc điên cuồng bộc phát ra, đối mặt hợp đạo cảnh tầng 7 thiên cường giả, hắn không thể xem thường. Phịch! Năm tháng lực lượng, bộc phát ra, để cho Hung Ma Cung cường giả, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Sau đó cầm ra một thanh kiếm, cho ngăn cản. Ở ngăn cản trong nháy mắt thời điểm, hắn phát hiện Diệp Thần bóng người đã tới hắn bên người. Hàn băng kiếm quyết. Hàn băng quy luật bùng nổ, Hung Ma Cung cường giả ứng phó không kịp, trực tiếp bị hàn băng phép tắc lực lượng cho đông lại. Ở bị đông lại thời điểm, Diệp Thần bóng người lui về phía sau, hắn sau lưng xuất hiện một đầu trông rất sống động chu tước. Hơi thở nóng bỏng, làm cho cả lôi đài đều tràn đầy nóng bức. Lửa cháy bừng bừng liệu nguyên. Minh, chu tước hư ảo thân thể, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, nhanh chóng xông tới. Chu tước bay ở trên trời thời điểm, một hớp ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Chu tước hóa thành một đạo quang, xông vào Hung Ma Cung cường giả trên thân thể, đối phương ngay tức thì nổ. Phạm vi nổ, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, Diệp Thần không chút do dự vọt vào. Chém. Diệp Thần điên cuồng gầm thét, kiếm quang phát huy đến trình độ cao nhất, một kiếm phương hoa. Đâm. Lúc này, vị kia Hung Ma Cung cường giả, cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. À! Hung Ma Cung cường giả, cưỡng ép nhịn đau đau đứng lên, trong tay nắm kiếm, thoáng qua rồi biến mất bây giờ xông lên đi giết. Diệp Thần thật sâu hút ra một hơi, cánh tay nhỏ nhẹ run rẩy, trong con ngươi mặt một tia thần sắc hung ác. Hàn băng kiếm quyết! Thời không kiếm quyết! Giờ khắc này Diệp Thần tay cầm song kiếm, nâng lên cánh tay. Nháy mắt bây giờ rơi xuống đi. Hai đạo cực hạn kiếm quang, điên cuồng bộc phát ra, giờ khắc này, tựa như cả thế giới, chỉ còn lại kiếm quang. Oanh! Hai kiếm bỗng nhiên bây giờ bộc phát ra, toàn bộ trên lôi đài mặt, tràn đầy hủy thiên diệt địa hơi thở.
phạm vi nổ, để cho mọi người căn bản không thấy được bên trong tình huống. Bụi đất tản đi, lúc này Diệp Thần chật vật đứng lên, còn như hung ma cung cường giả, thân thể nằm trên đất, cũng sớm đã không có khí tức. Diệp Thần một đôi chiến ý ánh mắt, nhìn dưới lôi đài phương mọi người, lạnh giọng mở miệng nói, còn ai dám đánh một trận, thẳng tiếp nối. Dù là hắn bây giờ có chút thương thế, hình dáng nhìn hơi thê thảm, nhưng là cả người chiến ý như rồng, thẳng xông lên trời cao. Thấy một màn này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bây giờ Diệp Thần thực lực, đã đạt tới có thể giết chết hợp đạo cảnh tầng 7 thiên cường giả bước. Nếu như lại cho Diệp Thần một ít thời gian, dù là tạo hóa cảnh cũng có thể đánh một trận. Diệp Thần đối với bọn họ uy hiếp thực sự quá lớn. Ta tin tưởng các vị đều biết, thế lực khắp nơi và Diệp Thần bây giờ, hơn nhiều ít thiếu đều có chút cừu hận. Bây giờ Diệp Thần thực lực càng ngày càng mạnh, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Tây vực thế lực, còn có nhiều ít có thể sống sót. Bây giờ nhưng mà giết chết Diệp Thần thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua, muốn một lần nữa đánh chết Diệp Thần mà nói, sợ rằng căn bản không dễ dàng. Giờ phút này Bách Lý gia tộc, một người tạo hóa cảnh cường giả mở miệng. Diệp Thần coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không chịu nổi xa luân chiến, đây chính là đánh chết hắn tốt nhất cơ hội. Lúc này Diệp Thần híp mắt, không nói câu nào, khóe miệng bên trong ngược lại toát ra một tia khinh thường. Nói liếc, những người này đã sợ hắn, mới sẽ trăm phương ngàn kế muốn đánh chết hắn. Ta cũng không tin, Diệp Thần vẫn có thể lại đối phó một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên cường giả. Lúc này, Bách Lý gia tộc một người đứng đầu thần quân đứng ra. Làm chạm lúc đi ra, Diệp Thần bên trong đôi mắt lóe lên sát ý, người này, chính là ban đầu cầm Lương Tuyết Nguyệt đánh trọng thương người. Giờ phút này hắn đứng ở trên lôi đài mặt, một cặp mắt mâu khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Thần, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay giết ngươi là Bách Lý gia tộc, Bách Lý Vân. Bách Lý Vân tiếng nói vừa dứt, sau đó cầm ra một chuôi chiến đao, xoay người ngay tức thì liền tới đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần một kiếm trực tiếp đón đỡ ở, xoay người một cước đá ra. Phịch! Một cước đi xuống, Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau và Bách Lý Vân kéo ra khoảng cách. Thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ không kịp đợi tự tìm cái chết. Giờ phút này Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó cầm ra 5 chuôi hợp đạo thần khí và 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí. Ngươi hẳn biết đây là cái đồ gì. Làm Bách Lý Vân thấy những binh khí này thời điểm, cả người sắc mặt ngay tức thì đại biến. Đối với Diệp Thần độc môn tuyệt kỹ, bọn họ quá rõ bất quá. Ngàn binh bảo. Giờ phút này Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, những thứ này hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, trong nháy mắt rơi vào Bách Lý Vân chung quanh. Không. Không, ta không muốn chết. Van cầu ngươi tha. Bách Lý Vân một câu cuối cùng lời còn chưa nói hết, những thứ này hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, ầm ầm bây giờ nổ. Phịch. Trong nháy mắt, Bách Lý Vân liền một tiếng hét thảm cũng không có gọi ra, liền một cái hoàn thân thể tốt cũng không có để lại. Giờ khắc này ở lôi đài người phía dưới khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Diệp Thần thực lực cường đại. Nhưng là bọn họ nhưng quên mất ngàn binh bạo cửa này độc môn tuyệt kỹ. Ngàn binh bạo uy lực, không có ai không biết. Còn có người, phải tiếp tục giết ta sao? Một câu nói, để cho mọi người ở đây không dám ra tay. Diệp Thần đoạn này thời gian vơ vét nhiều ít tài nguyên căn bản không rõ ràng, ngàn binh bạo uy lực bọn họ nhưng mà rõ ràng. Vô địch cô quạnh. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, khóe miệng toát ra vẻ cô đơn thần sắc. Chiến đấu tiếp tục bùng nổ, Diệp Thần bởi vì ngàn binh bạo nguyên nhân, lại cũng không ai dám động thủ. Ở trên lôi đài phương trong quan tài, một cổ thi thể cả người tản mát ra kinh khủng hơi thở. Giờ phút này không có ai phát hiện, hắn một đôi mắt và lông mày, lại nhẹ động một cái, vốn là một cổ thi thể, tim lại phát ra nhỏ nhẹ lay động. Hết thảy các thứ này cũng không có người bất kỳ biết. Không người khiêu chiến Diệp Thần. Diệp Thần dứt khoát liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện, cái này 2 ngày trong nội tâm hắn mặt luôn có dự cảm xấu. Không chỉ có như vậy, đi tới yêu thánh nghĩa địa sau đó, hắn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhất định phải bắt chặt thời gian, lợi dụng mỗi một giây để đề thăng thực lực. Liên tiếp chiến đấu, không ngừng có người tử vong, những thứ máu này nước ở trên lôi đài mặt, ai cũng không phát hiện,
máu loãng theo lôi đài chảy tới trong quan tài. Đạp đạp đạp. Lúc này ở bên ngoài truyền tới nặng nề bước chân, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Tình huống gì? Giờ khắc này, chiến đấu dừng lại, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, có vật gì đang không ngừng đi tới. Diệp Thần ở trên lôi đài mặt đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía trước. Hống. Lúc này, xích diễm hỏa kỳ lân đột nhiên xuất hiện, hắn bên người còn đi theo địa linh huyền vũ, nhanh gió băng hoàng, sát ma hổ. Cái này bốn con yêu thú, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh một trọng thiên thực lực. Xuân hạ thu đông khắp nơi địa phương, yêu thánh truyền thừa đều là do chúng trấn thủ. Tất cả mọi người, làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị, bọn họ tới. Lúc này xích diễm hỏa kỳ lân mở miệng, nhìn chằm chằm phía trước lối ra, chúng cũng sớm đã phát hiện, U Thi Ma quân mang yêu thú đại quân xông lại. Chỉ bất quá chúng bốn vị thực lực căn bản không đủ xem, còn như ban đầu vách đá yêu thú cũng chỉ ngăn trở một đoạn thời gian, toàn bộ chết trận. Bốn ma, trước mắt chỉ có U Thi Ma quân một người hiện thân, còn như còn lại ba ma ở nơi nào, căn bản không rõ ràng. Chờ đợi lâu như vậy, kế hoạch rốt cuộc phải thành công. Lúc này, U Thi Ma quân đứng ở một cái yêu thú đầu lâu trên, mở miệng cười nói. Tất cả mọi người có thể thấy, ở U Thi Ma quân sau lưng lại có vô số yêu thú đại quân. Quỷ dị chính là, những thứ yêu thú này và giống vậy yêu thú hoàn toàn không cùng. Những thứ yêu thú này trên người có tử khí nồng đậm. Phảng phất từ địa ngục tới. Những võ giả này ngược lại hít một hơi khí lạnh, như thế nhiều yêu thú, bọn họ muốn xông ra cơ hội cũng rất khó. Những thứ yêu thú này bên trong cũng không chỉ hỗn nguyên cảnh, đứng đầu thần quân và tạo hóa cảnh đều có. Đây mới thực sự là để cho bọn họ kiêng kỵ địa phương, nếu như hỗn nguyên cảnh tới nhiều ít cũng không có vấn đề, nơi này cường giả cũng có thể đánh chết. U Thi Ma quân, người muốn làm gì? Nếu như chúng ta cũng chết ở chỗ này, thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này Bách Lý gia tộc, một người tạo hóa cảnh cường giả mở miệng. Ha ha, muốn làm gì? Tự nhiên phá phong ấn. U Thi Ma quân mở miệng cười, vốn là sớm ở mấy chục ngàn năm trước là có thể hoàn thành kế hoạch, nếu không phải yêu thánh mà nói, cần gì phải chậm lại đến bây giờ. Phong ấn phá, ngươi hẳn rõ ràng hậu quả, chấn chúng ta canh giữ ở chỗ này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Giờ phút này xích diễm hỏa kỳ lân mở miệng, liên quan tới phong ấn sự việc, chúng vậy có biết chút chút. Ha ha, hôm nay ngươi không ngăn cản được ta. U Thi Ma quân tiếng nói vừa dứt, trong tay chuông ông ông tác hưởng. Những thứ này tràn ngập tử khí yêu thú, điên cuồng tư đi giết, hàng ngàn hàng vạn yêu thú, ngưng tụ khí thế kinh khủng dị thường. Chiến đấu vào giờ khắc này, ngay tức thì bùng nổ. Diệp Thần nhảy xuống lôi đài, trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường mặt, hiện tại mọi người đều là một sợi dây phía trên châu chấu. Một khi xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều không sống nổi. Đâm! Diệp Thần một kiếm chém ở yêu thú trên đầu mặt, không đầu yêu thú lại vẫn có thể xông lại. Phịch, phịch! Diệp Thần từng kiếm một chém tới, cùng yêu thú hoàn toàn trở thành xương máu mới dừng lại. Những thứ yêu thú này, căn bản không biết đau đớn, hoàn toàn chính là một cái máy sát hại. Ở bọn chúng trong mắt, chỉ có giết hại. Xích diễm hỏa kỳ lân và ba đầu tạo hóa cảnh yêu thú, thẳng xông lên U Thi Ma quân. U Thi Ma quân cả người trên dưới, tràn đầy ma khí, không biết lúc nào đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng hai thiên. Xích diễm hỏa kỳ lân chúng muốn đánh chết U Thi Ma quân căn bản không quá có thể, hai người cũng chỉ là kiềm chế lẫn nhau. Còn như các phe thế lực tạo hóa cảnh, đã sớm bị yêu thú vây công, muốn giành ra tay đi hỗ trợ, căn bản không quá có thể. À, một người hợp đạo cảnh võ giả bị yêu thú cắn xé, không tới chốc lát thời gian. Tử khí vần quanh, lại ngược lại điên cuồng đạp chết vào đám người. Diệp Thần cả người sắc mặt ngưng trọng, nếu như một mực kéo dài như vậy mà nói, bọn họ những người này cũng phải chết ở chỗ này. Hạng mục hai người trước kiềm chế lẫn nhau, nhưng mà Diệp Thần rõ ràng, một khi thị huyết ma quân và thiên sát ma quân bọn họ tới đây. Chiến trường ngay tức thì liền sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó đối với bọn họ mà nói, mới thật sự là tai nạn. Hàn băng kiếm quyết, Diệp Thần chân mày thượng thiêu, cả người nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hợp đạo thần khí,
bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Chanh, chanh, chanh. Hắn cả người trên dưới, tràn đầy hàn băng phép tắc hơi thở, vây công hắn yêu thú, ngay tức thì biến thành tượng đá. Oanh! Diệp Thần nâng lên cánh tay, vào giờ khắc này, một kiếm chớp mắt bây giờ rơi xuống. Rắc rắc! Yêu thú ngay tức thì hóa thành mảnh vỡ, vây công hắn yêu thú chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh nhất tầng thiên. Đối với Diệp Thần mà nói, rất đơn giản là có thể đánh chết, nhưng những thứ yêu thú này quá nhiều, còn có liên tục không ngừng yêu thú tràn lên. Rốt cuộc có nhiều ít, cũng không ai rõ ràng. Rất nhiều võ giả trên mặt, cũng xuất hiện vẻ tuyệt vọng thần sắc, ở tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị dây dưa chết. Bọn họ phải nghĩ biện pháp xông ra. Chỉ bất quá hậu phương đường, hiển nhiên đã bị lấp kín, có thể xông ra cơ hội lại có nhiều ít. Bọn họ bây giờ đã là cá trong chậu. Hi hi, như thế nhiều tuyệt vời máu tươi, thật là mê người. Lúc này hư không bên trong thị huyết ma quân hiện thân, giờ phút này hắn hơi thở cũng sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 2 thiên. Diệp Thần sắc mặt nhẹ biến đổi, thị huyết ma quân và u thi ma quân cũng đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 2 trời, thiên sát ma quân và quỷ minh ma quân chỉ sợ cũng như nhau. Thị huyết ma quân gia nhập chiến trường, xích diễm hỏa kỳ lân và ngoài ra ba con yêu thú, lại vậy không kiên trì nổi. Chúng chỉ bất quá tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Đối mặt hai người tầng 2 thiên cường giả, căn bản không phải đối thủ. Oanh! Thị huyết ma quân đấm một cái vào xích diễm hỏa kỳ lân trên thân thể mặt. Xích diễm hỏa kỳ lân phát ra một tiếng hét thảm, đúng cái bóng người trực tiếp bay ra ngoài, té rơi trên mặt đất. Nó trên thân thể mặt, xuất hiện một cái lỗ máu, xích diễm hỏa kỳ lân giờ phút này đã thoi thóp. Lại cũng không có tác chiến năng lực. Xích diễm hỏa kỳ lân người bị thương nặng. Còn lại ba đầu bảo vệ yêu thánh nghĩa địa yêu thú, vậy căn bản không đỡ được. Chiến bại chỉ bất quá vấn đề thời gian. Diệp Thần cánh tay nhỏ nhẹ run rẩy, hắn mỗi một giây đều ở đây cua kiếm. Những thứ yêu thú này, tựa như vĩnh viễn cũng giết không xong như nhau, mỗi tương ứng giết xong một sóng. Ngoài ra một sóng yêu thú, lập tức xông lại. Lúc này Diệp Thần chỉ có thể lấy ra 10 kiện hợp đạo thần khí và 10 kiện hỗn nguyên tiên khí. Khóe miệng bên trong lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Oanh! Phạm vi nổ long trời lở đất, toàn bộ cung điện phía dưới đều bị trực tiếp nổ ra một cái lỗ thùng. Mọi người mau đến gần Diệp Thần. Lúc này, một người đứng đầu thần quân mở miệng. Trước mắt chỉ có ở Diệp Thần bên người mới là an toàn nhất, có ngàn binh bạo Diệp Thần, nhất định chính là một cái đi lại đại sát khí. Một số võ giả bắt đầu hướng Diệp Thần áp sát. Bọn họ lại kéo dài như vậy, chỉ có thể trở thành yêu thú. Mặc dù cũng có đứng đầu thần quân, bất quá bọn họ phần lớn thực lực, đều ở đây hợp đạo cảnh tầng 5 thiên. Đối mặt như vậy yêu thú, cũng là bó tay. Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm các nàng đi tới Diệp Thần bên người, chậm rãi mở miệng nói, Diệp Thần, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, muốn xông ra cơ hội quá nhỏ bé. Cùng. Diệp Thần mở miệng nói một chữ, tình huống trước mắt bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Hắn cũng không tin, yêu thánh không có để lại hậu thủ, hơn nữa thiên sát ma quân và quỷ minh ma quân cũng không có xuất hiện, nhất định là đang đợi cái gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.